Vâng, tín liền chào bác nhá. Chào mừng các bác đã quay trở lại kênh nha. Tiếp tục vào chương trình video thì lên nhanh bác một số mã hàng mà em đang phân phối nhá. Em sẽ quay trực tiếp và báo giá cho bác luôn về từng sản phẩm. Đó thì các bác nào có nhu cầu về bên hàng hóa anh em thì cứ vui lòng liên hệ trực tiếp với em theo hai cái số điện thoại nhá. Các bác đang nhìn thấy ở trên màn hình. Đó, gọi điện trực tiếp để em tư vấn và chốt đơn hàng. Và lưu ý cho em khi mà các bác mua hàng thì nhớ cho em là trên 200 là các bác sẽ được miễn phí ship rồi, giao hàng toàn quốc luôn, nhận hàng, kiểm tra và thanh toán nhá. Đó, em sẽ đi vào những cái mã hàng đầu tiên trong cái video ngày nay. Xem video thì đừng quên ủng hộ em xin nút like cũng như là một nút đăng ký kênh đón xem sản phẩm và video mới nhất của em các bác nhé. Rồi, cái mã hàng đầu tiên thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái dòng bóng đôi bên em tiếp tục hàng về này. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là bóng đôi nhá. Đấy, một cái bộ bóng này thì sẽ có hai quả. Đấy, một quả công suất sẽ là 20W này và một quả công suất sẽ là 30W này. Đó thì bên em bán được combo là cả hai quả như này luôn thì các bác cứ lên mã giúp em sẽ là bóng đôi. Đấy, bộ bóng đôi. À, báo giá bác luôn, đang gửi ác giá cực kỳ tốt luôn, 50k một đôi nhá. 50k một cái bộ bóng đôi nha. Đấy, bao gồm là hai quả, một quả 20W và một quả là 30W nhá. Con này nó sử dụng đuôi sẽ là đuôi xoáy. Sử dụng điện sẽ là điện 220. Đấy, bóng đèn led với độ sáng cao, tiết kiệm điện nhá. Cái này thì sử dụng dòng chip led siêu sáng và rất là tiết kiệm điện nhá, nên là các bác yên tâm. Dùng rất là hợp lý. Đấy, các bác dùng gia đình bộ này cho em rất là hợp lý. Đấy, bóng to thì ví dụ như những cái chỗ nào không gian rộng có thứ rồi thì các bác lắp cho em quả to này vào. Đấy, còn những cái quả nhỏ các bác lắp những cái chỗ không gian nó hẹp hơn một chút. Đấy, nói chung nó khá là sáng nhá. Cái này anh em cũng đang xài mấy đôi. Đấy, em thấy ánh sáng khá là ok. Đấy, 30 và 20 nhá. Một bộ này chỉ có 50 ngàn thôi. Giá rất bình dân hạt rẻ luôn. Lên mã giúp em sẽ là cái bộ bóng đôi nhá. 50k một cái quả bộ bóng đôi nha. Đấy, 50k. À, 50k một bộ nhá, hai quả, 50k một bộ hai quả bóng đôi, một quả 30W và một quả là 20W, sử dụng đuôi sẽ là đuôi xoáy nhá, đuôi xoáy phổ thông, sử dụng điện 220. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng rất là hay, đó là cái bộ kéo cắt cành trên cao. Bộ này thì sẽ bao gồm là một đầu kéo để các bác cắt cành trên cao và một cái bộ cưa nhá, một cái đầu cưa rất tiện dụng luôn. Đấy, cái này về các bác chuyên dùng để các bác sử dụng, các bác cắt rồi là các bác cưa những cành ở trên cao nhé. Đấy, một bộ sản phẩm đầy đủ dây dọ thứ như này đó, về các bác lắp đặt và các bác xài thôi. Đấy, bên em bán là em nói luôn là nhiều bác hỏi là không có kèm cán, em nói luôn là bộ này không có cán lắm nhá. Đấy, về thì các bác tự kiếm cán các bác tra vào. Đấy thì ví dụ về các bác kiếm một cái thân thân cán nào đó các bác về các bác tra vào. Đấy thì về lưỡi cưa được các bác lắp vào đây. Đấy, lưỡi cưa các bác lắp đây nó có ốc vít sẵn rồi, về các bác tháo là lắp vào đây. Đấy, là đây, quay cái lưỡi cưa ra. Đấy, và đây là cái lưỡi cưa. Đấy, ví dụ những cái cành là to đấy các bác dùng cái lưỡi cưa này, lưỡi cưa thép SK5 cực kỳ sắc bén nhá, rất là ngọt luôn. Và một cái phần này là cái phần lưỡi kéo này. Đấy, phần lưỡi kéo này về các bác đu cái dây vào đây. Đấy, đu cái dây vào đây. Đây ở đây nó có cái hệ thống dòng dọc các bác kéo này. Đấy, mỗi lần các bác kéo thì nó sẽ nghiến đứt cái cành trên cao bác nhá. Đấy, nghiến đứt cái cành trên cao bác rất tiện. Đây này. Đấy, thì các bác kéo này. Kéo này. Đấy, các bác đu cái dây vào đây này, các bác kéo nó xuống này. Đấy, để các bác cắt nhá. Ở đây nó có cái lò xo này. Thì khi mà cắt xong thì nó sẽ đàn hồi trở lại nhá, rất hay luôn. Đấy, đấy là về cái phần mục kéo, còn đây là cái phần mục cưa. Đấy, full combo một cái bộ này bao gồm là cả kéo cả cưa. Đấy, đi về các bác kiếm cho một cái khúc que xào các bác chọc vào đây, sau đó là các bác có thể là mình cắt những cái cành ở trên cao rất là hay luôn. Đấy. À, một cái bộ này thì bên em đang gửi bác giá sẽ là 130.000 một bộ nhá. Lên mã giúp em sẽ là cái bộ cưa kéo cắt cành trên cao. Đấy. Kéo cắt cành trên cao nhá, cứ lên mã cho em sẽ là kéo cắt cành trên cao này, kéo cắt cành trên cao. Đấy, cả cưa cả kéo cắt cành trên cao nhá. Giá thì sẽ gửi bác là 130.000 bộ thôi, 130k một bộ này. Giá rất bình dân hạt rẻ, bao gồm là cả dây, cả lưỡi cưa, cả lưỡi kéo một bộ này luôn là 130k một bộ. Đấy, là một bộ trên hình các bác đang coi nhá. Đấy là 130k. Đây các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này. Con này thì cắt rất là hay, rất là tiện mà nó cắt rất là ngọt luôn. Đây các bác cùng coi này. Đây. Xin chào bà con cô bác. Để phục vụ bà con nông dân thuận tiện trong quá trình chăm sóc vườn, em xin giới thiệu các bác sản phẩm kéo cắt cành trên đấy, cao. Về các bác kiếm cái khúc gỗ, khúc cây các bác luồn đây. Cao cành muốn thì các bác chọn đấy. Lại rồi siết chặt vít vào, lưỡi kéo bén nên cắt rất nhanh. Các bác cảm giác cắt đó, rất nhẹ nhàng, cắt rất ngọt nhá. Bởi hệ thống tay cầm đó. Thông qua dây kéo dòng dọc. Cây là to quá thì mình cưa. Một sản phẩm rất hữu ích cho các bác nhà. Xin chào bà đó. Con cô bác. Đấy, các bác cùng xem lại một lần nữa này. Đấy, đi về các bác luồn dây vào nhá. Đấy, sau đó các bác kiếm một cái que xào các bác chọc vào cái lỗ này, siết cái ốc vào. Đó, lắp lưỡi cưa thứ đầy đủ ngon lành vào. Đấy, lắp dây vào và các bác chỉ việc đứng dưới các bác kéo thôi, rất tiện dụng luôn. Đấy, những cái cành nhỏ này thì các bác cắt này. Những cái cành to thì mình dùng cưa mình cưa, rất ngọt ngào luôn. Ok luôn. Đấy. 130k một bộ thôi, giá rất hạt rẻ mà dùng rất là tiện. Đấy. Cho các bác dùng cắt những cái cành trên cao mình đỡ phải leo trèo nguy hiểm. Đó. Mình chỉ việc đứng dưới dùng cái này mình cho lên sau đó mình cắt thôi. 130k một bộ nhá.
Rồi cái mã hàng tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái bộ kéo cửa tự động này. Lên mã giúp em sẽ là cái bộ kéo cửa nhá. Đấy, bộ kéo cửa rất hay luôn. Về các bác lắp vào cái cửa nhà mình rất là tiện dụng. Đấy, mỗi lần ví dụ các bác hay có phải hay đóng kéo vào rất là mất công. Đấy, nhưng khi mà các bác lắp bộ này vào là tự động là nó sẽ đóng cửa vào cho bác luôn, rất tiện dụng đây. Thì cái nguyên lý động thì về các bác kết nối cái bộ này cùng với lại vào cái bản lề này. Đấy, có phần lại có bác quặc cái cửa này, khi mà các bác đẩy cái cửa ra, đấy quặc đây. Khi mà các bác đẩy cái cửa ra thì nó sẽ kéo dây ra, còn khi mà các bác để không thì tự động là nó sẽ thụt cái dây này vào. Đấy đây này. Đấy, cái dây này là nguyên lý động, nó kiểu dạng dây cót này, nó sẽ tự động nó thu cái dây này vào nhá. Đó, tự động nó thu dây vào. Và cái lực thu nó rất là mạnh luôn. Nên là cửa to cửa nhỏ là các bác có thể chơi được hết luôn nhá. Đấy, đi kèm nó cả một cái miếng nhựa nữa. Đấy, để các bác xài nhá. Nó đi em báo giá luôn, lên mã giúp em sẽ là cái bộ kéo cửa nhá. Đấy, bộ kéo cửa một bộ này thì anh em đang gửi bác giá chỉ có là đi 50k bộ thôi. Lên mã giúp em sẽ là cái bộ kéo cửa. Đấy, bộ kéo cửa này. Bộ kéo cửa tự động này, kéo cửa nhá. Bộ kéo cửa tự động. Giá của nó sẽ là 50k một bộ nhá. 50k một bộ kéo cửa này. Đấy, nó nguyên lý động của nó là như thế đây. Các bác cùng xem công dụng thực tế về sản phẩm cùng con ở đây. Đấy. Đó thì về các bác lắp đặt vào này, một phần này các bác cái cục thì các bác dán vào hộc cửa này, còn cái phần còn lại các bác dính vào. Đấy, khi mà các bác đẩy cửa này, đó tự động là nó sẽ kéo nó đóng vào luôn, các bác không cần phải đóng nhá. Đấy, tự động nó kéo nó đóng vào luôn nhá. Nhà hay có trẻ con hoặc là ví dụ như hay có động vật các thứ ra, nó nhiều khi các bác quên đóng cửa rất là nguy hiểm, thì các bác mua cái bộ này về. Đấy, là khi mà mình đi ra cái là tự động nó sẽ kéo nó đóng chặt vào luôn. Đấy, cho cái này dùng cho được cho cả cửa đẩy hoặc là cửa lùa đều được nhá. Đấy, cửa đẩy hoặc cửa lùa đều được hết luôn. Đấy, các bác cùng xem kỹ lại lần nữa này. Đó, quặc vào, đẩy vào cái này, đẩy ra này, đấy tự động nó sẽ kéo vào này. Đó, đẩy ra cái này, đó tự động nó sẽ thu vào, rất hay luôn, sử dụng rất là thực tế nhá. Đây đó, đấy, cửa luôn được đóng khít, muỗi khó bay vào, gió điều hòa khó thoát ra, bảo vệ con nhỏ hay động vật bò ra ngoài khỏi tầm mắt, lắp đặt đơn giản. Đấy. Nói chung là cái con này lắp đặt đơn giản, là không cần phải khoan đục gì ở đây, vì đây nó có cả những cái miếng băng dính sẵn rồi này. Về các bác chỉ việc bóc vào, các bác dính vào là xong. Đó, đi chỉ việc kéo ra. Đấy, kéo ra còn tự động nó sẽ thu vào nha. Đấy, tự động nó sẽ thu vào này. Đó, nó thu vào. Đó, đấy, rất hay luôn nhá. Đó, 50k một bộ kéo cửa tự động nhá. 50k một bộ. Tiếp theo thì bên em về tiếp tục cho bác cái mã pin 18650 này về các bác sử dụng này. Đấy, thiết bị máy móc các thứ bây giờ rất nhiều những cái thiết bị nó sử dụng cái pin này. Đấy, dòng pin 18650 nhá. Dòng này thì hàng của hãng luôn nhá, Ultiflash này. Đấy, dung lượng pin sẽ là 6800 mAh. Đấy, cái công suất pin sẽ là 3.7V một viên nha. Đó, đầu âm đầu dương ok luôn. Về các bác lắp đặt vào những cái thiết bị nó sử dụng cái pin này rất là nhiều. Cái pin này thì nó là dòng pin khô. Đấy, pin sạc tích điện nhá. Khi mà hết pin thì các bác lại có thể là cắm vào các bác sạc. Đấy, sạc đầy pin thì mình lại mang ra mình dùng. Đấy, dùng đầy thì mình lại dùng hết rồi thì mình mang vào mình sạc. Đấy, nó có thể tái sử dụng được nhiều lần nhá. Và cái dòng này thì cái pin nó rất là trâu và cái thời gian tích điện nó rất là lâu. Nói chung là sử dụng rất là hay luôn. Lên mã giúp em sẽ là cái pin 18650. Bên em đang bán lẻ một viên như này là 20k một viên nhá. 20k một viên pin 18650 nha. 20k một viên thôi. Giá rất hạt rẻ mà dùng rất là hay. Đó, pin 18650 nhá. 20k một viên nha. Đó. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mà đó là cái cây cà lê 8 đầu này. Lên mã cho cái cây cà lê 8 đầu nhá. Cây này thì giá rất bình dân, sẽ là 90.000 một cây nhá. 90k một cây cà lê 8 đầu này, 90k một cây, dùng rất là tiện dụng luôn. Đấy, thì một cái cây cà lê này nó sẽ gồm có là 8 đầu có nhá, 8 đầu khác nhau. Đó, 8 đầu cà lê khác nhau. Đầu nhỏ nhất sẽ là đầu đầu nhỏ nhất của nó sẽ là đầu 8 nhá. Đầu nhỏ nhất sẽ là đầu 8 và đầu lớn nhất của nó sẽ là vào đầu 19 nhá, 19. Đấy, bên này là 19 này, 17 này, 16 này, 14 này. Đấy, và bên này thì sẽ có là 8 này, 10 này, 11 này và 13 này. Đấy, những cái đầu phổ thông nhất, những cái đầu phổ thông nhất hiện nay. Đấy, thì con này các bác có thể là xoáy đa năng các loại ốc luôn, từ 8 cho đến 19 nhá. Từ 8 đến 19 thì nó sẽ có hai đầu. Đấy, các bác xoáy các loại ốc đa năng. Đấy, dùng cho anh em thợ thuyền, các bác sử dụng gia đình rất là hợp lý luôn. Một cái cây cà lê 8 đầu đa năng. Đấy, mỗi bên là 4 đầu nhá. 90k một cây thôi, giá rất hạt rẻ luôn. Toàn bộ thì nó là dòng thép CRV nhá, siêu cứng cáp dày dẫn luôn. Lên mã cho em sẽ là cái cây cà lê 8 đầu đang gửi bác là 90k một cây nhá. 90k một cây. Đấy, các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này. Đấy, bán rất là nhiều các rồi. Các bác đi sửa chữa máy móc mang một đống cà lê đi, lung tung tìm kiếm mất thời gian. Với chiếc cà lê 8 trong một kiểu mỹ này giúp các bác vừa tiết kiệm chi phí, thời gian tìm kiếm đồ, vặn được tất cả bu lông ốc vít với đủ loại kích thước, thao tác dễ dàng, không đòi hỏi quá nhiều sức lực.
48 công cụ chỉ trong một chiếc cờ lê, không phải mất công tìm cờ lê phù hợp vận ốc, quá tiện lợi các bác ạ. Đấy, thực tế về sản phẩm nha, rất tiện dụng luôn. Đấy. 8 trong nói chung là 8 trong 1 luôn, 8 trong 1 đầu như chiếc cà lê này. Lên mã em sẽ cái cây cà lê 8 đầu, 90k một cây nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái cây đèn móc khóa rất nhỏ gọn nha. Giá định rất nhỏ luôn, giá chỉ có 40k một cây thôi. Cực kỳ sáng luôn, siêu sáng nhá. Đấy, và cái này thì nó có thể sạc tích điện được này. Mới nguyên hộp này đi kèm thì sẽ gồm có là một cái cọng dây cáp sạc nhá. Đấy, và đây là cái con đèn chính này, nó rất là nhỏ gọn, nó chỉ bằng hai ngón tay em này, rất nhỏ gọn luôn. Các bác rất tiện dụng mang đi chỗ nọ chỗ kia. Đấy, cái con này rất hay, nó có cả cái nam châm hít này. Đấy, có cả nam châm hít luôn nhá. Đấy, các bác để những cái chỗ mà sát chiếc các thứ là ok. Đây, em hít cho bác coi. Đấy, nó có nam châm này, nó hít rất ok. Đấy, cái này nó không phẳng nên hít nó không chặt mấy. Đó, đây. Đấy, các bác có thể là hít nam châm này rồi là móc đeo chìa khóa này, khui bật bia này. Đấy, đây là cái phần móc đeo chìa khóa này. Đó, đằng bên hông này thì sẽ có là cái nút bấm bật đèn này, một cái bên hông bên này thì là cái phần để các bác cắm sạc nhá. Đấy, khi mà hết pin thì các bác lại lấy cái dây cáp này các bác cắm vô đây. Và cái đầu còn lại thì các bác cắm trực tiếp vào cái củ sạc nhà mình hoặc là cái cục sạc điện thoại ấy, nguồn 5V ấy là các bác có thể sạc cho cái đèn này ok rồi. Đó, đèn này siêu sáng luôn, rất nhiều chế độ sáng nhá. 1 này, 2 này, 3 này. Đấy, 3 chế độ sáng nhá, có cả nháy cảnh báo SOS này. Đèn siêu sáng luôn, nhìn các bác nhìn chói mắt luôn nhá. Bình thường các bác nhìn ở ngoài chói mắt luôn đấy. Đây em đang quay trong video đó, các bác nhìn ngoài chói mắt luôn, nó sáng kinh khủng khiếp luôn. Đấy, con này nó rất nhiều những cái mắt led này. Đấy, mắt led này là rất là sáng luôn, sáng siêu sáng luôn nhá, sáng cực kỳ luôn, sáng lắm. Một nhỏ gọn này rất là sáng. Đấy, về các bác mang đi chơi đi du lịch này, rồi anh em thợ thuyền sửa chữa này, rất nhỏ gọn là mình bỏ túi, đôi khi mình cần những con ánh sáng để mình sửa chữa đồ đạc cũng rất hay luôn. Ngoài trời tiện cho việc di chuyển mang đi mang lại rất ok. 40k một chiếc nhá. Lên mã giúp em sẽ là cái sản phẩm là cái cây đèn móc khóa nhá, đèn móc khóa nhỏ gọn tiện lợi, dễ sử dụng mà siêu sáng luôn. Đèn móc khóa này, đèn móc khóa bên em đang gửi bác giá sẽ là 40k. Đấy, 40k một chiếc đèn móc khóa nhá, 40k một cây. Đấy, 40k một chiếc, rất nhỏ gọn và rất là sáng luôn nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái cây cò ga trắng này. Đấy, có phần đánh lửa tự động nhá, điều chỉnh ga to nhỏ này. Đó. Hàng này thì bên em sẽ hàng lõi đồng nên về các bác xài rất là bền. Đấy, về các bác dùng để lắp vào bình ga mini các bác xài, mình kho đồ các thứ là đánh lửa mồi ga mồi củi rất tiện dụng luôn, mà giá nó rất là bình dân nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là cái cây khò ga trắng nhá. Bên em đang gửi bác một cái cây khò ga trắng này, chỉ có 40k một cây thôi, 40.000 một cái cây khò ga trắng này, có đánh lửa tự động này, điều chỉnh ga to nhỏ này. Đấy, về các bác lắp vào bình ga mini thì mình là chỉ việc xài thôi. Đấy, không cần phải mồi miếc gì, lõi đồng nên là dùng rất là bền luôn. 40k một cây nhá, giá rất hạt rẻ bình dân luôn. 40k một cây khò ga trắng nhá. Cứ lên mã giúp em sẽ là cái cây khò ga trắng. Đấy, đánh lửa bật cứ kêu tách tách luôn. Khò ga thì êm du luôn, ngon lành. Đấy, chắc chắn. Về các bác sử dụng xài ok. 40k một cây. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái vòng điều hòa huyết áp này. Cái này thì em báo giá luôn, bên em đang gửi bác giá một cái vòng huyết áp nha. Lên mã em sẽ là vòng huyết áp này. Giá của nó sẽ là 40k một cái nhá. 40k một cái vòng huyết áp nha. Đấy, về các bác dùng để đeo tay, làm vòng đeo thời trang rồi là điều hòa huyết áp của anh nhá, dùng rất tiện dụng luôn. Đấy, đây một chiếc vòng rất đẹp về các bác đeo vừa làm vòng thời trang. Như bác hỏi là tay to có đeo vừa không thì yên tâm nhá, đây nó có thể co giãn ra này. Đấy, các bác kéo giãn ra sau đó các bác cho vào. Đấy, đeo lên nhìn rất là đẹp luôn, nhìn rất là sang trọng lịch sự. Và đằng sau ấy thì nó có những cái viên đá này, đấy cái viên đá này để các bác điều hòa huyết áp nhá, các bác đeo là rất tiện dụng luôn. Đó, điều hòa huyết áp tránh tình trạng là huyết áp cao huyết áp thấp cái thứ rồi, rất ok. 40k một chiếc nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là cái vòng điều hòa huyết áp nhá, 40k một cái, vừa làm vòng đeo thời trang vừa làm vòng điều trị chữa bệnh các thứ rồi, rất là hợp lý luôn. Đấy, điều hòa ổn định huyết áp 40k một cái nhá, đẹp cực kỳ luôn. Đấy, vòng huyết áp nhá. Cái lên mã cho em sẽ là vòng huyết áp 40k một cái. Bộ bài vàng này. Đấy, bộ bài vàng nhá, bộ bài vàng rất là ok. Đấy, bộ này bên em bán khá là nhiều này. Đấy, giá cũng rất hạt rẻ bình dân luôn. Đó, lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ bài vàng nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái bình xịt dầu nhớt này. Cái này thì rất là hay, nói chung là gia đình nào nên cũng nên có một cái bình nha. Về rất là tiện luôn, các bác về châm dầu châm nhớt thôi. Hoặc anh em thợ thuyền ấy, các bác làm xưởng máy may thứ là các bác cho dầu cho nhớt, các bác thi thoảng mình phun vào những cái chi tiết máy thứ là bôi trơn các thứ. Cái con này rất hay là cái phần ống các bác có thể bẻ cong đi. Đấy, những cái chỗ vị trí góc khuất các bác vẫn có thể là các bác xịt được. Đấy, rồi là tay bóp rất nhẹ nhàng ok luôn. Thân bình thì toàn bộ bằng kim loại nhá. Đấy, các bác xoáy ra châm dầu châm nhớt đây, sau đó các bác lại cho vào đây, nó có cả cái phần lọc lọc dầu cặn các thứ này. Đấy, rất hợp lý luôn.
Báo giá bác luôn nhé, bên em đang gửi bác một cái bình xịt dầu nhớt này với giá sẽ là 40k, lên mã giúp em sẽ là cái bình xịt dầu nhớt này. Xịt dầu nhớt đang gửi bác là 40k một cái nha, 40k một cái bình xịt dầu nhớt này, có thể bẻ cong uốn cong phần đầu vòi rất ok, 40k một cái. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái phích cắm chân dẹt này, đấy em báo giá luôn, bên em đang gửi bác một cái chiếc phích cắm chân dẹt này với giá là đi 10k một cái nhá, 10k thôi, chỉ có 10 ngàn một cái phích cắm chân dẹt. Phích này đang xả kho giảm giá nhá, chân của nó toàn bộ bằng chân đồng đấy. Bác nào mà hay dùng những cái ổ điện Nhật các thứ nào, các bác mua con phích dẹt này về cắm là đúng bài luôn, vì toàn bộ là phích ổ điện Nhật, người ta hầu như toàn chơi là chân dẹt nên rất là khó đấy. Các bác mua cái phích này về các bác cắm này đấy, cắm ổ điện Nhật là hợp lý luôn, 10k một cái nhá. Về các bác chỉ việc mở nắp đấu dây là các bác xài thôi đấy. Dòng này thì chống va đập, chống cháy nhá, chống vỡ rất là hợp lý luôn. 10k một cái phích cắm chân dẹt nhá, lên mã giúp cho em sẽ là phích cắm chân dẹt 10k, chân của nó sẽ là chân đồng nhá, 10k một cái. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái lọ sáp thơm đấy. Bác nào mà muốn thơm phòng thơm nhà các bác mua cho một cái lọ về đấy. Con này thì tinh chất từ nước hoa đấy, từ rất nhiều các loại hoa thiên nhiên đấy, tinh chất người ta làm thành một cái tinh chất dạng lọ sáp nha. Đấy, đi về các bác chỉ bóc ra, sau đó các bác mở nắp ra đấy, bóc cho em cái lớp siêu bên trong ra, đậy cái nắp này vào là các bác xài thôi. Cái này là dạng sáp nên là dùng rất là lâu đấy, dùng rất lâu, nó không như kiểu dạng nước hồi xưa ấy. Cái này nó là dạng sáp khô đấy, như kiểu là nến ấy, như kiểu con nến sáp bây giờ đấy, nó dạng sáp như thế nên là dùng rất là lâu nhá, mà rất là mùi, rất là thơm, thơm thoang thoảng nhẹ nhàng. Các bác muốn thơm phòng thơm nhà, nhà vệ sinh, nhà tắm, rồi là phòng ngủ, phòng khách, những chỗ nào các bác cần thơm, các bác mua cái lọ về, các bác bóc ra, các bác để vào một góc ấy, là nó cứ tự động là cái mùi thơm nó bay ra thôi, rất là thơm luôn, thoang thoảng nhẹ nhàng, rất là ok. Lên mã như em sẽ cái lọ sáp thơm đấy, lọ sáp thơm bên em đang bán cho bác là 20k một hũ nha, 20k một cái hũ sáp thơm nhá, 20k một hũ, dùng rất ok đấy, lọ hũ sáp thơm nhá, 20k một hũ. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác cái cây kéo bếp vàng, lên mã em sẽ cái cây kéo bếp vàng đó. Cây này thì cực kỳ là ok, bên em bán rất nhiều luôn đấy, dòng của thương hiệu Asaka Japan đấy, chất thép SK5 nhá, không gỉ và cực kỳ sắc bén luôn. Cái cây này thì em đang xài rồi, giá nó rất là rẻ và bình dân, nó chỉ có là đi 30.000 một cây thôi. Đợt này bên em đang xả kho là chỉ có 30k một cái cây kéo bếp vàng nha, đấy 30.000 một cây, giá rất hạt rẻ bình dân đó. Lên mã em sẽ là cái cây kéo bếp vàng. Cây này về các bác dùng nhà bếp này đấy, xài cắt rau củ quả, cắt thức ăn đấy, cắt sử dụng nhà bếp, rồi là đa năng luôn đấy, sử dụng gia đình nhà mình là hợp lý. Lên mã em sẽ là cái cây kéo bếp vàng nha, đấy cây kéo bếp vàng, bên em đang bán một cái cây kéo bếp vàng nha, với giá là đi 30k một cây nhá, 30k một cây kéo bếp vàng nhá, 30.000 một cây, hàng của thương hiệu Asaka đấy, Japan, Asaka Japan, hàng bãi đấy, hàng nội địa Nhật, cực kỳ xịn luôn nhá, kéo bếp vàng 30k một cây. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái bình xịt dầu nhớt này đấy, lên mã em sẽ là cái bình xịt dầu nhớt nhá. Bình này thì của Kabushi Japan, bình này thì dung tích của nó sẽ là 250ml đó, cực kỳ là ok luôn. Về các bác châm dầu, châm nhớt vào đây đấy, các bác sử dụng gia đình mình phịt dầu, phịt nhớt, anh em thợ thuyền đấy, anh em làm máy móc, máy may thứ gì, các bác cho dầu cho nhớt đây, các bác phịt vào chi tiết máy là cũng rất là tiện dụng luôn nhá. Cái con này thì nó là làm kiểu dạng hệ thống xi lanh bóp nha, mình bóp cứ bóp thì sẽ ra đấy, không bóp thì nó sẽ không ra, có thế thôi, nên là nó rất là chủ động về cái việc là cung cấp dầu nhớt nhá. Và cái hay của sản phẩm là cái phần đầu vòi có thể uốn cong đi đấy, những cái chỗ nào mà góc khuất thì các bác có thể luồn lách và các bác bóp, các bác phịt dầu xịt nhớt và rất là tiện dụng luôn đấy, bóp cho em vài bóp cái là ok. Lên mã em sẽ là cái bình xịt dầu nhớt này đấy, bên em đang bán một cái con bình xịt dầu nhớt này với giá sẽ là đi 40k bình nhá, đấy xịt dầu xịt nhớt 40k đấy, 40k một cái bình xịt dầu xịt nhớt này. À, một cái bình này dung tích là 250ml nhá. Cái này thì chất liệu bên dưới này của nó là bằng kim loại nên là khá là bền. Đấy, và cái phần hay của cái đầu vòi là nó có thể uốn dẻo này. Đấy, uốn dẻo các hướng kiểu luôn. 40k một cái nhá, bình xì dầu nhớt 40k một cái. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác cái hàng đó là cái bộ bóng đèn 3W này. Lên mã em xem cái bóng đèn 3W nhá. Đấy, bóng đèn 3W. Bên em đang gửi bác một cái quả bóng đèn 3W này với giá là sẽ là 10k một quả này. Cái này thì cái công suất nó rất là nhỏ, đấy, công suất nó chỉ có 3W thôi nên là cái tiền điện nó rất là ít, đấy, phù hợp cho ví dụ các bác lắp ở đầu cổng, mình thắp qua đêm, hoặc là các bác lắp ở đường đi đối lại, những cái chỗ vị trí mà ánh sáng không cần quá là sáng, gọi là đủ sáng để các bác sử dụng thôi, đấy, không cần quá sáng thì các bác lắp cho em quả này, vừa tiết kiệm điện mà dùng rất hay, nó rất là nhỏ gọn, đấy, con này sử dụng dòng chip LED siêu sáng nha, nó 3W thôi, khá là sáng đấy và rất là tiết kiệm điện nhá, đấy, đuôi của nó sẽ là đuôi xoáy,
sử dụng là điện 220. Đấy, bên em thì sẽ có hai mã màu là màu trắng và màu vàng, thì các bác lấy màu nào các báo nhé. Lên mã em sẽ cái bóng điện 3W nhá. Đấy, bóng điện 3W này. Điện 3W bên em đang bán với bác là một quả này chỉ có 10k một quả thôi. 10.000 một quả bóng điện 3W nhá. 10k một quả, giá rất hạt rẻ bình dân luôn. 10k một quả bóng đèn 3W nha. Hàng xả kho luôn, đó là cái dòng phích cắm chân diệt, em còn ít em lên mã xả kho bác luôn. Giá cực kỳ tốt ưu đãi nhá. Đấy, em báo giá luôn. Em đang xả bác giá chỉ còn có 10.000 một chiếc thôi. Lên mã giúp cho em sẽ là cái phích cắm chân diệt. Đấy, 10k một chiếc nhá. Chân của nó sẽ là chân đồng 100% luôn. Đấy, các bác yên tâm về chất lượng. Con này thì chuyên về dùng cho các bác hay dùng cắm những cái ổ điện Nhật. Đấy, ổ điện Nhật thì người ta hay dùng những cái ổ mà chân ấy, chân dẹt rất là dị, nên đôi khi là các bác dùng chân tròn lại không thể cắm được. Đấy, thì các bác mua cho em mấy chân này về. Đấy, các bác thay vào thì cắm ổ điện Nhật là vô tư ngon lành luôn. Đấy, chân 100 là chân đồng, mà hàng này thì hàng chống va đập, chống vỡ, chống cháy nhá. Đó, chịu tải cao. 10k một chiếc nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là phích cắm chân dẹt nhá. 10k một chiếc. Đấy, số lượng thì không còn nhiều đâu bạn. Đấy, phích rất là đẹp chắc chắn luôn. Về tháo ốc bắt dây cho em là xài thôi. 10k một chiếc phích cắm chân giặt nha. Sau vào tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái dòng dao dọc giấy này, hàng bãi Nhật cũng rất là ok luôn. Cái này về cho anh em thợ thuyền xài này, cắt xén này. Đấy, cho các bác sử dụng gia đình thì tảo mình có gọt cắt rất tiện dụng luôn nhá. Đấy, dao thì rất là trơn tru chắc chắn, mà giá thành thì rất là hợp lý, chỉ có 10.000 một cây dao giấy thôi. Lên mã giúp cho em sẽ là dao dọc giấy nhá. Đấy, dao giấy bên em đang bán lẻ một cây là 10k trên một cây. Đấy, còn nếu mà các bác lấy 5 cây thì giá của nó sẽ là 40k. Đấy, 5 cây là 40.000. Còn các bác lấy 1 cây, giá lẻ 1 cây thì là 10.000 nhá. Thì các bác cứ báo nha em, lấy bao nhiêu thì cứ báo nha. Lẻ 1 cây này thì là 10.000 một cây. Còn các bác lấy 5 chiếc một, đấy combo 5 chiếc dao giấy một thì là 40.000 nhá. Đấy, lấy 5 chiếc thì giá sẽ tốt hơn. Đấy, dao thì có lưỡi liếc đầy đủ như kèo. Cái này thì về các bác vẫn có thể là thay lưỡi, thế lưỡi khác cho em thoải mái. Còn ở sẵn trong này thì đã có lưỡi sẵn rồi. Lưỡi thì cũng rất là sắc bén nhá. Dao rất trơn tru, nhẹ nhàng tình cảm luôn. Đó, rất ok. 10k một cái nhá, 10k một cái con dao giấy nhá. Đấy, chắc chắn. Còn các bác lấy 5 cây thì sẽ giá sẽ là 40k nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là dao giấy hàng bãi nhá. Rồi cái mã hàng tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái bạt phủ xe lâu quan cho bác cái mã này. Đấy, về các bác dùng để mình phủ xe đạp, xe máy, che nắng che mưa. Đấy, cho xe đạp điện này, xe máy, xe đạp nhà mình. Đấy, rồi là các thứ kiểu luôn. Con này thì chất liệu của nó thì kiểu dạng bằng vải, nó như kiểu dạng vải áo mưa các bạn, dạng như kiểu dạng vải áo mưa. Đi về các bác gỡ ra, sau đó là mình phủ thôi. Đấy, chống bụi, chống mưa, chống nắng. Đấy, bảo vệ xe cộ như mình coi nhá. Đấy, hoặc là các bác hay đi ra ngoài mình vứt cốp xe. Đấy, đôi khi dụ mình để ngoài nắng nhiều và ngoài mưa, đấy nên anh hỏng xe các thứ là hỏng sơn này, thì các bác lấy lên các bác phủ nhá. Con này thì đây kích thước em đã ghi rõ rồi. Đấy, để em quay bác luôn. Kích thước của nó thì chiều dài của nó là vào 1m7 ạ. Chiều dài 1m7. Chiều rộng của nó là 60 và chiều cao là 1m2 nhá. Đấy, thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là bạt phủ xe, em báo giá luôn. Thì em đang bán bác là 40k một chiếc bạt phủ xe này. Đấy, 40.000 một chiếc nhá. Dài 1m7, rộng 60 và cao là 1m2. Đó, thì về các bác xem những cái xe hầu như là bây giờ xe máy đã phù hợp hết với cái loại bạt này. Và đây các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Đấy, đây sản phẩm thực tế sản phẩm đây nhá. Đấy, thì khi mà phủ lên xe này, đấy thì nó sẽ che kín đi nhá. Đấy, che bảo vệ xe cộ của bác nhá. Đấy, không bị bụi, không bị nước mưa. Đó, che vào xe đạp, xe máy rất ok luôn. Đấy, hình ảnh thực tế đây. Nó rất hay luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là cái bạt phủ xe. Đó, bên em đang gửi bác là 40k một cái nhá. 40k một cái. Dài 1m7, rộng 60 và cao 1m2. Tiếp theo thì lên luôn cho bác mã hàng một số cái mã về đồ nhà bếp này. Thì đây lên luôn cho bác đó là cái lọ xay tiêu nhá. Cái lọ xay tiêu. Cái này thì em báo giá luôn. Bên em đang gửi bác một cái lọ xay tiêu này với giá sẽ là đi 50k một lọ nhá. Đấy, lọ xay tiêu. Về các bác chuyên dùng để các bác cho tiêu đây, các bác xay rất tiện dụng luôn. 50k một cái nhá. 50k một cái. Đó, 50k ở đây em sẽ quay ra xem thực tế. Cái này thì bản thân em cũng đang xài thực tế luôn. Dùng rất là hay quá. Dùng rất là hay. Mình cứ cho tiêu đây, các bác ăn đâu mình xay đấy. Đỡ phải xay trước các thứ nó mất công, rồi là mình xay xong mình để lâu nó hay bị mốc, hay bị mất mùi nhá. Đấy, về các bác cứ cho trực tiếp hạt tiêu đây. Sau đó các bác đậy cho em cái nắp này vào. Đấy, đậy cái nắp này vào này. Sau đó các bác tháo cho em cái nắp này ra. Tháo cái nắp trên này ra. Đấy, một tay các bác cầm ở đây này, một tay các bác cầm đây, cứ thế là các bác quay thôi. Thì ở đây nó có cái lõi xoay này. Đấy, thì tiêu nó rơi xuống cái lõi này thì cứ thế là nó quay thôi. Đấy, khi mà dùng xong thì các bác cái lọ này các bác cứ để trực tiếp vào trong tủ lạnh cho em. Đấy, vừa bảo vệ tiêu là nó không
nó không mất mùi này, rồi là nó không bị mốc này. Đấy, rồi là lúc nào mà mình dùng thì mình lấy ra mình xay. Còn lúc còn khi mà dùng xong rồi thì các bác là bỏ trực tiếp cái lọ này vào trong tủ lạnh cho em. Đấy, dùng được rất là lâu luôn. Cái phần dưới này thì của nó bằng thủy tinh, phần trên này thì inox, nói chung là toàn những cái chất liệu an toàn đến người sử dụng thôi. Đấy, an toàn sức khỏe nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là lọ xay tiêu. Bên em đang gửi bác là 50k một cái lọ nha, 50k một lọ. Tiếp theo thì lên luôn cho bác mấy hàng, đó là cái dụng cụ mài dao ba khe. Đó, dụng cụ mài dao ba khe, cái này thì bán cũng rất là nhiều mà giá cũng rất là hạt rẻ luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là cái mài dao ba khe nhá. Đấy, mài dao ba khe, bên em đang gửi bác một cái mài dao ba khe này là 40k một cái này, 40.000 một cái mài dao ba khe này nhá. Rất tiện dụng luôn. Đấy, bác nào mà không biết mài đá rồi là mài đá thứ là nó lâu nó mất công thì các bác mua cho em cái này về. Đấy, các bác chỉ việc là cho vào các bác liếc cho. Đấy, cứ cho vào các bác kéo. Đấy, kéo từ số 1 sang đến số 2 và các bác kéo bước cuối cùng là sang đến số 3. Đấy là các bác đã hoàn thành cho em xong là 3 bước mài dao. Đấy, khi mà các bác kéo cho em mỗi đường vài cái là khi mà các bác lôi ra các bác thái rất ngọt luôn. Đấy, mà sắc rất là lâu mà nó mài rất là nhanh, chỉ việc cho vào đây kéo vài đường cái nó sắc rất là nhanh luôn. Đấy, các bác không cần phải mài đá mà liếc lôi ra nó khuôn các thứ nó lỉnh kỉnh. Đấy, con này cứ cho đây các bác tuốt xem, tuốt vài đường cái sắc bén, lôi ra cái thái thiếc ngon này luôn. Đấy. Lên mã giúp cho em sẽ là cái cây mài dao ba khe. Bên em đang gửi bác một cái cây mài dao ba khe này chỉ có 40k thôi, 40k một cây. Nói chung là dùng rất là tiện. Đấy, nhà bếp nhà bếp các thứ nên có một cây nha, dùng rất tiện luôn. Đặc biệt là các bác chị em phụ nữ, đấy các bác mài đá đĩa các thứ là rất là khó, đôi khi phải có kỹ thuật thì các bác cũng mua cái này về. Đấy, mài nhanh mài tiện mà nó dễ dàng sử dụng nha, 40k một cái. Tiếp theo thì lên luôn cho bác mấy hàng, đó là cái dụng cụ để về các bác xăm thịt này. Đấy, bác nào mà hay ăn những cái món nướng thứ rồi các bác xài con này ra rất hay luôn. Đấy, các bác dùng để xăm thịt nhá, xăm vào những cái miếng thịt để cho gia vị gia viết các thứ đó, nó ngấm sâu vào miếng thịt này. Rồi là ví dụ như là các bác hay có cái món mà bì, cái món bì nướng ấy mà nó muốn nổ nó giòn đấy, thì các bác mua cái này về các bác xăm. Đây các bác nhìn nó có những cái gai rất là nhọn nhá. Tại vì về thì các bác ví dụ như cái miếng thịt nha, đây các bác cứ này các bác châm vào. Đấy, châm vào. Đấy, hoặc là những cái miếng bì các bác châm vào thì nó sẽ tạo những cái lỗ này. Đấy, ví dụ như thịt thì các bác ướp thì nó sẽ ngấm gia vị và sâu. Đấy, đậm đà ăn ngon hơn. Hoặc như là bì thì các bác xăm như này thì khi mà các bác nướng, các bác chiên rán lên nó nổ ra, ăn rất là giòn luôn. Đó, ăn rất là giòn, rất là tiện nhá. Lên mã luôn cho em sẽ là cái cây xăm thịt. Bên em đang gửi bác một cái cây xăm thịt nha. Với giá là đi 30k một cây nhá. 30k thôi, 30.000 một cái cây xăm thịt rất là hay nha. Đấy, sử dụng gia đình nhà bếp nhà mình rất là ok. Còn các bác thợ thuyền, bác nào mà hay làm thịt nướng lu rồi là những cái món thịt lợn quay thứ rồi, đấy, mua con này về rất hay. Cây xăm thịt nhá, 30.000 một cây. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mang hàng, đó là cái bộ kim chỉ. Đấy, bộ này dùng cho gia đình thì hợp lý này. Đấy, về cho bác các bác bà xã nhà mình mua về, đấy may khâu vá rất tiện dụng luôn. Một cái bộ kim chỉ nhá, đầy đủ là sẽ bao gồm là kim chỉ này, đấy. Bao gồm là những cái phụ kiện là thước này, rồi là kéo bấm này, đấy, rồi đây những cái này hồi xưa hay có này, các bà khâu vá xưa hay có. Rồi bên dưới này, bên dưới này thì sẽ gồm có là đi kim mà chỉ nhá, đấy, kim mà chỉ đây, đây là kim này, đấy một cái lốc kim này luôn nhá, rất nhiều kim, đó rồi là có chỉ đầy đủ luôn này, chỉ đây. Đó, đây chỉ đây. Chỉ cái chỉ này thì rất là nhiều màu khác nhau nhá. Đấy, cái cuộn chỉ này rất nhiều màu khác nhau để phù hợp hầu như là tất cả các loại chất liệu quần áo, màu sắc quần áo khác nhau nhá. Đấy, thì nó sẽ đựng trong một chiếc hộp nhỏ nhỏ xinh xinh này. Giá thì bình dân thôi. 30k một cái hộp này thôi nhá, chỉ có 30.000 thôi. Lên mã giúp cho em sẽ là cái hộp kim chỉ. Đấy, hộp hộp kim chỉ nhá, bao gồm là có đầy đủ cả kim cả chỉ và một chiếc hộp sẵn này rồi. Đấy, rất là xinh, nhỏ nhỏ xinh xinh nha. 30k một hộp nhá. Lên mã giúp em sẽ là cái hộp kim chỉ đây. Hộp kim chỉ về các bác may khâu vá nhá. 30k. 30k một hộp kim chỉ nhá. 30k một hộp. Rồi tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái bộ bóng đèn đuôi tím. Cái này thì lâu lâu không quay cho bác này. Đấy, thì hôm nay tiếp tục hàng về nhá. Bộ bóng đèn đuôi tím, một bộ này bao gồm là cả bóng, cả đuôi, cả dây, rất tiện dụng luôn. Đấy. Dòng bóng LED siêu sáng nhá, rất tiết kiệm điện luôn. Thì đây có nhá, một bộ này nó là nguyên mới nguyên vỉ này. Đấy, mới nguyên vỉ như này là nó sẽ bao gồm là một bóng này. Đấy, một bóng nhá, một bóng LED siêu sáng công suất 20W nhá. Đấy, đuôi của nó sẽ là đuôi xoáy này và một chiếc đuôi này. Đuôi là cũng là đuôi xoáy, thì cái này các bác có thể tháo rời ra để các bác có thể là ví dụ như là bóng này nó hỏng mình có thể thay bóng khác, hoặc ví dụ như là bóng này mà
không thích thì mình có thể về mình thay bóng khác còn được. Đấy, và cái đuôi này rất là hay là nó có tích hợp cả công tắc ở đây này. Đấy, lúc nào mà các bác dùng là các bác bật lên, không dùng là mình có thể tắt đi. Đấy, nó có sẵn cái công tắc ở đây và một cái sợi dây. Cái dây khá là dài đấy, dây này trọng được khoảng tầm 3 mét các bạn. Khá là dài đấy các bạn. Đấy, khá là dài và nó có cả phích cắm đầy đủ hết luôn. Đấy, về cái bộ này thì nói chung về các bác mua về là chỉ việc là mình phệt vào là các bác dùng luôn thôi, không cần phải đấu nối hay là dây dợ gì hay các thứ gì lằng nhằng, về chỉ việc là cắm vào điện vào là các bác xài luôn, không cần phải đấu nối lằng nhằng. Đấy, đặc biệt cho bác nào mà nhưng trong cái công việc kỹ thuật đấu nối thứ giờ hơi kém, đấy mình không làm được thì các bác mua cái bộ này về rất tiện dụng luôn. Giá thì cũng rất là bình dân nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ bóng đèn đu tím nhá. Đấy, bóng đu tím đi. Đấy, bóng đu tím. Cái này từ xưa này em cứ hay lên mã là bóng đu tím này. Cái bộ bóng đu tím này thì giá bình dân thôi, 60k nhá, 60.000 bộ thôi. Đấy, bao gồm là cả bóng, cả dây, cả đuôi, mà đuôi này còn có cả công tắc luôn nhá. Bóng là bóng 20W, bình thường này là các bác ra đây em phân tích luôn này. Đấy, ví dụ một cái bóng 2W này các bác mua ít rơi khoảng tầm là đi 40.000 một quả này. Đấy, một cái đuôi nữa mà cái đuôi này có cả công tắc luôn thì ít phải vào 20.000 là 60.000 rồi. Với một cái đoạn dây mà nó còn có kèm cả phích nữa thì ít rơi vào 50.000 nữa, chỗ dây nữa. Đấy là rơi vào khoảng tầm hơn 100 này. Đây bên em bán cả một bộ này mà giá nó chỉ có 60.000 thôi. Giá rất hạt rẻ mà sản phẩm dùng rất là hay. Cái này thì bên em bán khá là nhiều rồi mà dùng tiện lắm. Về chỉ việc là các bác cắm là xài, không cần phải đấu nối hay là mua thêm gì cả. Lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ bóng đèn đuôi tím nhá, bao gồm là cả bóng cả đuôi cả dây nha. Là một bộ này là 60k nhá. Đấy, 60k một bộ bóng đèn đuôi tím nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái bộ ống hút dung dịch này. Đấy, bộ này thì bán khá là nhiều mà dùng rất là hay. Các bác mua về dùng để hút xăng, hút dầu, hút rượu, hút nước này, rất tiện dụng luôn. Đây, một bộ nó sẽ một cái tay bóp này, để đi về các bác luôn vào nhá. Ở đây thì cái dây này về thường thường là bên em gửi nó sẽ hay bị gập một chút, thì về các bác bóp nó ra là nó sẽ ra thôi. Đấy, sau đó các bác cắm nó vào. Đấy. Ở đây thì, ở đây nó có cái mũi tên này, có nhìn này. Ở đây nó có cái mũi tên. Mũi tên nó chỉ về hướng nào thì cái hướng đấy là nước nó ra nhá. Đấy, ví dụ như hướng này nó chỉ này thì hướng này nước ra, còn hướng này là nước vào này. Đấy, các bác cứ lắp đúng vào cho em. Đấy, nghĩa là các bác muốn đầu nào vào thì các bác lắp dây nó vào. Đấy, lắp dây nó vào nhá. Các bác lựa nó vào này. Đó, lựa nó vào. Sau đó là cái phần này các bác cắm vào cái chỗ các bác cần hút này và các bác bóp cho em. Bóp vài bóp cái là nó sẽ mồi nước và cứ thế nó ra thôi. Các bác không cần phải cho mồm mà hút các thứ như xưa. Là cứ hay cho mồm mà hút rồi dùng mẹo nữa. Rất là khó khăn mua cái bộ này về, rất tiện dụng luôn. Đấy, nó chỉ có 30.000 một bộ đấy nhá. Đấy, bao gồm là cả dây cả cái tay bóp này nữa, là một bộ này là 30k. Lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ ống hút dung dịch, hút xăng, hút dầu, hút rượu, hút nước nhá. Đó. 30k một bộ nha, 30k này, 30k nhá. Lên mã giúp em sẽ là cái bộ hút dung dịch. Đó, hút dung dịch, hút xăng, hút dầu, hút rượu, hút nước. Đó, về các bác hút những cái dạng dung dịch chất lỏng là ok. Đấy, rất tiện dụng luôn. 30k một bộ này nhá, 30k một bộ nha. Đó, đây các bác cùng xem thực tế cái video về sản phẩm này. Xem thực tế video về sản phẩm nó về nó dùng rất là tiện luôn đây. Các bác cùng xem này. Đấy, về các bác thấy không? Đây chị này chị đang hút rượu, hút nước từ trên xuống này. Đó, các bác chỉ việc bóp cho em một chút đó, thấy không? Nó rất là nhanh luôn. Đấy, bóp rất là nhanh, hút rất là tiện luôn. Đó. Bóp vài cái là hút ra được ngay nhá. Đấy, không cần phải hút nọ hút kia là dùng mẹo, biết hồi xưa cứ hay dùng mẹo dùng mồm hút. Đấy, đôi khi rất là sợ. Đó, đây các bác hút này, rất tiện dụng luôn nhá. Chỉ có 30.000 bộ thôi, về dùng lâu dài, dùng gia đình nhà mình, gia đình nào cũng nên có một bộ này, dùng tiện, đôi khi mình cần cái mình có mình dùng luôn. 30k một bộ nhá, dùng siêu bền luôn. Tất của Nike thì bên em hàng tiếp tục về nhá. Đấy, tất của Nike này, đây. Một lố tất này thì sẽ là 10 đôi nhá, dòng tất của Nike. 85% là cốt tông nên khi mà các bác sử dụng các bác đi nó rất là mát, thoáng chân, không lo nó bị hôi chân nhá. Đấy, tất này thì nó là dòng tất em lấy băng đôi. Nó là dòng tất cao cổ nhá, cao cổ các bác đi quá mắt cá chân. Đấy, lên logo Nike này, tất thì cực kỳ là mịn màng, chất lượng luôn. Đấy, đi thoáng chân. Đấy, thoáng chân mà không lo nó bị hôi nhá. Nói chung hàng xịn của Nike đấy. Đó, một vỉ một lố nhá. Một lố này thì sẽ là 10 đôi. Một lố này là 10 đôi này. Thì các bác cứ lên mã giúp em sẽ là sản phẩm là cái tất lố tất 10 đôi của Nike. Đấy, của Nike, Nike. Một lố 10 đôi. Đấy, một lố 10 đôi. Giá của nó thì bình dân thôi. 90k một lố nhá. 90k một lố. Thì bên em đang có hai mã màu là màu trắng nhá, màu trắng và màu đen. Đấy thì bán đồng giá luôn. Thì là 90.000 một lố, bán cả lố 10 đôi nhá, không bán lẻ nhá. Thì các bác lấy mã nào cũng được. Đấy, lấy màu nào thì báo nha em, lấy màu trắng thì báo nha em, lấy màu đen thì báo nha em. Đây để các bác đem lấy cho bác cái lố màu đen này. Đây. Lố này là lố màu đen này. Đấy, lố màu đen. Đấy logo Nike này.
Còn cái lỗ này thì trên tay em đang cầm đây là cái lỗ màu trắng này. Đấy thì bán đồng giá một lỗ 10 đôi nhá. Chỉ có 90.000 thôi, giá rất hạt rẻ bình dân. Bình thường các bác ra quán xá là người ta ra bán bác phải khoảng tầm 20.000 một đôi. Đấy, bên em bán một lỗ 10 đôi chỉ có 90.000, tính ra là vào có 9.000 một đôi nhá. Giá quá hạt rẻ luôn. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái bộ hàng đá cắt của Kabushi này. Đấy, dòng đá cắt một tấc nhá. Đá cắt này thì đây em giới thiệu luôn, bên em sẽ bán theo hộp hoặc là bán theo viên nhá. Đấy, bán theo hộp và bán theo viên. Đây đây, đây một hộp này của nó sẽ là 50 viên này. Đấy, một hộp đá cắt này của nó sẽ là 50 viên. Kích thước của nó sẽ là 107 x 1.2 x 16 này. Đấy, nhân 16, dòng đá cắt của Kabushi nhá, đá cắt đỏ, cắt cực kỳ là dai lưỡi luôn, cắt rất là ngọt sắc đó, cắt rất là ngọt sắc. Đây dòng đá cắt đây. Đấy thì em sẽ báo giá luôn nhá, các bác có thể là mua theo hộp hoặc là mua theo combo 5 viên 1 nhá. Đấy, bên em sẽ bán được combo 5 viên 1. Đấy, 5 viên đá cắt thì sẽ có giá là đi 30.000. Còn nếu các bác lấy cả hộp 50 viên, lấy cả hộp 50 viên thì sẽ có giá là 220.000. Và bên em sẽ bao ship cho bác tận nhà luôn. Đấy, bao ship tận nhà nếu mà các bác lấy cả hộp nhá thì là 220.000 bao ship. Còn các bác lấy theo combo lấy ít. Đấy, bác nào dùng ít thì mình lấy theo 5 viên 1. Đấy, 5 viên 1 thì sẽ có giá là đi 30.000 cho 5 viên nhá. Đấy, thì bác nào dùng ít thì mình có thể lấy lẻ. Còn các bác nào dùng nhiều thì mình nên mua cả hộp. Đấy, mua cả hộp thì giá nó sẽ rẻ hơn. Đó, đá cắt của Kabushi nhá, đá cắt Nhật của Kabushi. Rất chất lượng luôn, hộp kim loại luôn này, xịn chất lượng. Đó. À, keo hai thành phần thì bên em vẫn còn hàng để phụ bác nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là cái này là cái keo hai thành phần này. Đấy, keo hai thành phần. Cái này thì về xài hay lắm. Đó, về các bác dùng để vá lốc máy này rồi là những cái chỗ sắt thép có thứ là nó bị thủng lỗ ra thì các bác về các bác giá vào cái con này ấy, là nó rất là cứng luôn, khi mà các bác để nó khô đi nó siêu cứng luôn, các bác có thể dùng máy khoan máy đục các bác đục thoải mái luôn. Đấy, không lo nó bị bể nhá. Đấy, cái này rất là dễ xài, nó sẽ có là hai típ như này. Đấy, hai típ đây em sẽ mở ra bác coi. Đấy, về các bác mở cho cái nắp này ra nhá, mở cái nắp này ra. Đấy, mở ra thì nó sẽ có hai loại keo. Đấy thì một màu vàng và một cái màu xám này, thì cái này em hướng dẫn bác dùng luôn nhá. Thì về là các bác mở cái nắp ra, sau đó các bác lấy cho em cái xi lanh bóp này, các bác bóp nó vào, ấn nó ra, ấn keo. Đấy, ấn keo. Đấy là nó sẽ lòi ra này, các nhìn này. Đấy, em ấn keo là nó sẽ lòi ra. Đấy thì khi mà nó sẽ lòi ra rồi thì các bác cho vào một cái miếng gì đó. Đây, như này. Đấy, ví dụ các bác đựng nó vào đây. Đó, đựng nó vào đây nhá. Sau đó là các bác dùng cái một cái miếng giấy, các bác trộn hai loại keo này vào nhá. Đấy, trộn hai loại keo vào nhau và bắt đầu là các bác phết vào những cái chỗ mà các bác cần phết. Đấy, phết vào những cái chỗ nào mà nó bị lỏng các thứ rồi. Đấy, phết vào. Con này á, khi mà các bác để khô đi nó cứng dã man luôn. Đấy, các bác vá những cái con lốc máy này, những cái chỗ mà nó lủng này. Vá những cái chỗ sắt thép nó lủng các thứ rồi nó bị thủng ra, các bác vá vào cực kỳ cứng luôn. Đấy, mà vá vào nó liền vào luôn nhá. Đấy, các bác trước khi mà các bác vá vào được, các bác đánh sạch cái chỗ cái mối các bác cần vá đi. Đấy, đánh sạch nó đi. Sau đó các bác vá vào. Nhớ giúp em là các bác phun hai loại keo này ra, sau đó là các bác trộn nó vào nhá. Đấy, trộn đều vào với nhau, trộn đều vào nhau để các bác trộn thật đều vào để cho nó kích hoạt hai cái thành phần keo vào với nhau thì nó sẽ tăng cái độ cứng các bác nhá, tăng cái độ cứng lên. Đó. Lên mã giúp em sẽ dạy cái tip vỉ keo hai thành phần nha. Đấy, hai thành phần, một là thành phần A, thành phần B. Về trộn vào nhau và các bác phết vào, các bác vá vào nhá. Đấy, các bác có dính vào. Một cái tip này là 40.000 một tip nhá. Lên mã giúp em sẽ cái keo hai thành phần nhá. Đấy, keo hai thành phần. Bên em đang bán cho bác là 40k nhá, hay còn gọi là keo AB đấy. Nhiều bác hay gọi là keo AB nhưng bên em hay gọi là keo hai thành phần nhá. Hai thành phần. Đấy, thành phần A, thành phần B trộn vào nhau và thành một cái dạng keo siêu cứng, siêu chắc, siêu bền. 40k một bộ keo hai thành phần này các bác nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái cây bàn chải sắt nhá. Cây này thì dùng rất hay luôn. Đấy, các bác dùng về để mình đánh cọ rửa những cái chỗ nào mà nó rỉ sét này. Những cái chỗ mối hàn sắc lắm, cái phần đầu này, đầu của nó những cái đầu dạng đầu thép này. Đấy, nó rất là sắc luôn và nó đánh rất là sạch nhá. Đấy, nó thiết kế dạng bàn chải, các bác cầm sử dụng rất là tiện. Đó. Về các bác dùng để đánh sạch những cái mối hàn, những cái chỗ mà nó rỉ sét nhá. Thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái cây bàn chải sắt nhá. Bàn chải sắt bên em đang gửi bác một cái cây bàn chải sắt như này. Với giá là đi 15.000 một cây thôi, chỉ có 15.000. Giá rất hạt rẻ bình dân dễ mua nhá. 15k. Đấy, gia đình nào hầu như cũng cần dùng, hoặc anh em thợ thuyền các bác hàn xì cũng nên có một cái nhỉ. Đấy, mình đánh những cái mũi hàn rồi là gia đình vệ sinh những cái chỗ mà nó rỉ sét các thứ, giờ cầm các bác đánh vào rất sạch luôn. Đó, 15k một cây nhá. 15k một cây bàn chải sắt nha. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái vỉ đũa Hàn Quốc 10 đôi. Đấy, giá thì đợt này thì siêu tốt cho bác luôn. 20.000 một vỉ đũa Hàn Quốc 10 đôi nha. Đấy, 20.000 một vỉ nhá. Một vỉ này là 10 đôi.
về các bác xài gia đình nhà mình quá đẹp luôn. Đây phần đầu mạ vàng này, đấy phần đuôi đũa này, có làm nhám chống trơn trượt nhá. Nhiều bác hỏi em là cái đũa này có trơn trượt không, thì về các bác cứ gắp thoải mái, hoặc là các bác cứ đi nhà hàng khách sạn ấy, nhiều chỗ ấy, toàn dùng cái đũa này thôi. Đấy là các bác biết là chất lượng của nó như nào rồi, mà nhà hàng các thứ là người ta tuyển chọn. Đấy, cái này bên em cũng bán ở nhà hàng các thứ khá nhiều, mỗi lần nó lấy cả chắc phải cả trăm vỉ luôn đấy, về nó xài nhìn nó đồng bộ, mà thứ hai nhìn nó đẹp, mà thứ ba nhìn nó sạch sẽ. Dòng này thì chất liệu của nó là sợi thủy tinh nên là các bác dùng yên tâm, không lo nó nấm mốc và không lo nó bị cong vênh nhá. Đấy, mà nhìn nó rất là sang trọng lịch sự đó. Dòng đũa Hàn Quốc nhá. Đấy, đũa Hàn Quốc một vỉ là 10 đô nhá, giá thì quá rẻ để các bác dễ mua luôn. Lên mã giúp em sẽ là cái vỉ đũa Hàn Quốc 10 đô, một vỉ này là 10 đô, hàng của Korea này. Đấy, Korea một vỉ đũa 10 đô, đũa Hàn Quốc nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là đũa Hàn Quốc 10 đô nhá, với giá là đi 20.000, 20k thôi, bán giá dễ mua được bác luôn, 20k một vỉ 10 đô. Đấy, mới keo nguyên hộp nha. Đấy, về các bác mua về thay hết những cái đũa ở nhà đi. Đấy, mua cho em cái đũa này về, mình nhìn nó đồng bộ, nhìn nó lịch sự sang trọng. Đấy, sạch sẽ ok, 20k một vỉ đũa Hàn Quốc 10 đô nhá. Bóng đèn 3W thì hàng bên em tiếp tục hàng về này. Lên mã em sẽ là bóng đèn 3W nhá. Đấy, đợt này thì nó về thêm cho bác cả màu vàng luôn. Màu trắng và màu vàng thì bên em đang bán đồng giá là 10.000 một quả nhá. Đấy, con này công suất nó rất là nhỏ, nó chỉ có 3W thôi, nhưng mà nó sử dụng cái dòng chip LED siêu sáng nhá. Nó rất là sáng, 3W thôi khá là sáng. Các bác có thể là lắp ở đường đi lối lại này, lắp ở đầu cổng mình, có thể là thắp qua đêm, vì cái dòng này công suất nó rất là tốn rất là ít điện. Đấy, vì nó có 3W mà. Đấy, 3W này, sử dụng điện 220, đuôi của nó sẽ là đuôi xoáy nhá. Đấy, lên mã giúp em sẽ là cái bóng đèn 3W nhá. Đang gửi bác là một quả như này là 10.000. Đấy, một quả là 10.000. Đấy, lấy 3 nó quả tính bấy nhiêu tiền có thế đâu. Giá rất hạt rẻ, quá dễ mua luôn. Có hai mã là màu trắng và màu vàng nhá, thì các bác lấy màu nào thì cứ báo nha. Đấy, bóng đèn 3W 10.000 một quả nhá, 10.000 một quả nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái hộp tăm bông. Đấy, tăm bông để về các bác ngoái tai, báo giá bác luôn. Một hộp tăm bông này thì sẽ có là 200 chiếc với mức giá là 20k một hộp nhá. Lên mã giúp em sẽ là hộp tăm bông, mà đây còn hai đầu luôn. Đấy, hộp này là hai đầu. Đấy, hai đầu 20k một hộp nhá. 100% là chất liệu là bằng cốt tông nên các bác sử dụng rất an toàn. Đấy, có diệt khuẩn các thứ đầy đủ hết luôn. Đó. Lên mã giúp em sẽ là hộp tăm bông, em sẽ bóc cho bác coi một hộp này. Một hộp này là 200 cái luôn, dùng thoải cả mái luôn. Đấy, về các bác xài thì xài cả 5 giờ hết luôn. Đấy, bác nào dùng ít xài cả 5. Đây. Một hộp của nó này. Đấy, nó là dạng tăm bông hai đầu nhá, hai đầu. Đấy, một đầu nhọn và một cái đầu tù. Đó, rất ok luôn. Sạch sẽ an toàn mà giá nó bình dân. Bình thường các bác mua những cái hộp mà 200 cái này ra quán hiệu thuốc các thứ là ít phải 30-40 nghìn hộp luôn. Ở bên em bán các bác chỉ có 20.000 thôi. Hộp tăm bông 200 cái nhá, hộp tăm bông 200 cái. Giá đang bán các bác là 20k một hộp này. Đấy, một hộp này là 200 cái mà là hai đầu luôn. Đấy, hai đầu luôn nhá. 20k một hộp tăm bông 20 cái nha. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cây cưa gấp đen trắng. Đợt này thì em vẫn đang giảm giá xả kho cây cưa này, giá của nó thì chỉ có 50.000 một cây thôi. Đấy, cưa gấp đen trắng nhá. Lên mã giúp em sẽ là cái cây cưa gấp đen trắng, về các bác cưa cành cưa cây sử dụng làm vườn làm tược rất ok luôn. 50.000 một cây nhá. Dòng cưa lưỡi kép, và khi mà các bác xài các bác có thể gấp gọn vào, rất tiện cho việc mang đi mang lại. Đấy, đây con này thì của thương hiệu Fugu. Đấy, Fugu Japan nhá, dòng cưa lưỡi kép nhá. Đấy, cưa rất là ngọt luôn. Đấy, nó có những cái phần hở hạt bưởi này, các bác cưa thì cái phần mùn nó sẽ đẩy qua những cái phần hạt bưởi này, thì nó tạo cái rãnh cưa nó thoáng, cưa rất là nhanh. Phần tay cầm này đều được bọc cao su chống trơn trượt, và cái tay cầm nó khá là dài, các bác cầm khi mà các bác kéo các bác giật cưa nó có lực nhá, nó có lực, nên khi mà các bác cưa nó cưa rất là nhanh, dễ cưa đó. Chiều dài lưỡi của cái dòng cưa này thì sẽ là 30 cm đó, lưỡi dài là 30 cm nhá, lưỡi dài 30 cm, và cái phần tay cầm nó rơi vào khoảng tầm 30 cm nữa, thì tổng chiều dài khi mà các bác duỗi ra thì nó rơi khoảng tầm hơn 60 cm, còn nếu các bác gập vào nó rất là nhỏ gọn thôi. Đấy, gập vào nhỏ gọn là khoảng tầm 30 cm thôi. Đấy, khá là nhỏ gọn nhá. Lên mã giúp em sẽ là cái cây cưa gấp đen trắng nhá, giá thì rất bình dân dễ mua, 50.000 một cây nhá, 50k một cây cưa gấp đen trắng nha. Và tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái cọ xoong thông minh nha. Đấy, một cái cọ xoong thông minh dùng rất là hay luôn. Đấy, một chiếc cọ xoong thông minh nhá, về các bác xài cái này rất là ok. Ở đây nó sẽ có một cái đầu cọ các bác cọ rửa những cái vết bẩn ở xoong nồi nhà mình này. Đấy, và thiết kế rất hay là thông minh, là về các bác mở cho nó lắp ra, các bác đổ trực tiếp dầu rửa bát vào đây nhá. Đấy, đổ trực tiếp dầu rửa bát vào đây. Đấy, và các bác đậy cho cái nắp này vào đó. Và lúc nào các bác muốn xài dầu rửa bát thì các ấn vào đây thì cái dầu rửa bát nó tự động nó sẽ phun ra, và các bác dùng cái này cứ đến các bác thì các bác cọ thôi. Đấy, không, mình không cần phải động tay đây nhá, rất tiện dụng luôn đó. Bên em sẽ bán lẻ một cái này với giá là 15.000.
Đấy, còn nếu mà các bác muốn mua theo combo là 10 cái nhá, 10 cái thì sẽ có giá là 120 ngàn. Còn các bác lấy 5 cái thì mình em sẽ tính cho bác giá hữu nghị hơn, 70 ngàn nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em sẽ là cái cọ son thông minh. Đấy, cọ son thông minh này. Đấy. 10 cái nhá, 10 cái thì sẽ có giá là 120. À, 5 cái thì sẽ có giá là 70 nghìn. Đấy, còn nếu mà các bác lấy một cái thì sẽ có giá là 15k. Đấy, một cái là 15k. Cọ son thông minh nhá, 10 cái 120, 5 cái 70 nghìn, một cái là 15 nghìn nhá. Đó thì các bác có thể mua theo combo hoặc mua lẻ một cái, hai cái đều được. Bên em sẽ đều có bán nhá. Đây các bác cùng xem video thực tế về sản phẩm này. Đó, đấy về các bác đổ trực tiếp rồi bác vào đây. Đấy con chuột bấm này, xoay này. Đấy, rất sạch sẽ ngon lành luôn nhá. Bát đĩa xoong nồi là các bác đều có thể sử dụng luôn. Đấy đổ rồi bát vào, đậy nắp vào. Đấy bóp bóp cái là nó ra luôn. Đấy mình rửa xoong rồi nồi rất tiện dụng, đỡ bị bẩn tay. Đấy mà rất là tiện. 15k một cái nhá, bán lẻ là 15 ngàn một cái nha. Lấy 5 cái tính các bác 70 nghìn, lấy 10 cái tính các bác 120 nghìn. Đấy, cọ xoong thông minh nhá. À, dòng sản phẩm bàn chải Hàn Quốc thì bên em tiếp tục hàng về này. Bàn chải của Hàn Quốc nhá. Bàn chải than tre của Hàn Quốc nhá. Đấy thì hiện tại bên em sẽ bán lẻ và có bán theo hộp nhá. Đấy bán lẻ và bán theo hộp. Thì đây, một hộp này của nó thì nguyên một hộp này thì là 30 chiếc này. Dòng bàn chải than tre và tính của Hàn Quốc nhá, lông cực kỳ mềm luôn. Đó. Thì em sẽ báo giá luôn. Các bác lấy một lẻ một chiếc thì sẽ có giá là đi sẽ có giá là 4k nhá. 4k một chiếc, chỉ có 4.000 một chiếc thôi. Các bác lấy cả hộp 30 chiếc nha. Đấy lấy cả hộp 30 chiếc thì sẽ có giá là 100.000 một hộp nhá. Giá rất hạt rẻ luôn. Cái này các bác có thể mua về xài mình dùng dần. Đấy vài tháng các bác thay cho một cái sạch sẽ ok. Đó. À, hoặc là các bác có thể mua về mình bán lại cũng ok luôn, có lãi luôn. Một chiếc là 4.000. Lấy 30 chiếc thì sẽ có giá là 100.000. 30 chiếc là tương đương với lại một hộp bàn chải nha. Đấy thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là hộp bàn chải Hàn Quốc nhá. Một hộp 30 chiếc với giá là đi 100.000. Các bác lấy lẻ một chiếc thì bên em sẽ tính cho bác giá là 4.000 một chiếc nhá. 4.000 một chiếc, giá rất hạt rẻ đây. Lấy cho bác một chiếc coi thử này. Lông cực kỳ mềm luôn nhá, lông cực kỳ mềm luôn. Đấy bình thường ấy các bác ra quán siêu thị là giá nó đang niêm yết với giá là 36.000 này. Đấy hàng của Korea nhá, 36.000 này. Đây. Bóc cho bác xem một cái, lông rất mềm luôn nhá, lông mềm lắm, lông mềm, đấy, lông rất mềm luôn, đánh cực kỳ thích nhá, đấy, tay cầm chắc chắn, ok luôn, rất xịn sò, ngon lành, đó, 4.000 một cái nhé, bán lẻ là 4.000 một cái, còn các bác lấy cả hộp 30 cái nhá, lấy cả hộp 30 cái, lấy cả hộp nguyên 30 cái nha, thì sẽ có giá là 100.000 nhá, đấy là tùy nhu cầu, bác nào dùng nhiều thì nên mua cả hộp, hoặc là dùng gia đình thì nên mua cả hộp, còn các bác nào mua lẻ dùng ít thì mình có thể mua lẻ nhá. Đấy. Theo em là các bác nên mua cả hộp thì giá nó sẽ tốt hơn. Đó. Cái mã hàng này lâu lâu hôm qua các bác là sợ các bác quên này. Đấy, đi lên luôn cho bác mã hàng đó là cái vỉ keo nắp cam nhá, hàng của Thái rất là xịn sò ok nha. Đấy hàng của Thái Lan rất là ngon lành luôn đây. Đó, vỉ keo nắp cam nhá. Cái này con này thì các bác có thể dính đa năng hầu như tất cả các loại chất liệu luôn. Con này thì hàng sản phẩm của Thái Lan nhá. Đấy hàng của Thái Lan thì các bác có thể dính đa năng các loại chất liệu ví dụ như là đồ trang sức này, đồ gỗ này, đồ da này, đồ sành sứ, đồ nhựa này, đấy hầu như là các loại chất liệu dính rất là hay đó. Đó thì bên em sẽ bán theo vỉ là một vỉ là 5 típ này, với giá thì cực kỳ là bình dân là rẻ luôn, chỉ có 30.000 thôi nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là cái vỉ keo nắp cam, vỉ keo nắp cam nhá, đấy, nắp cam này, 5 típ nhá, 5 típ thì sẽ có giá là 30.000, 30k thôi, giá rất hạt rẻ, về các bác dính cho em thoải mái luôn, dính đồ da, đồ sành, đồ sứ, đồ gỗ thứ cho em thoải mái luôn. Đấy về mình dùng gia đình các thứ nào thoải mái luôn. Một típ là một vỉ là 5 típ nhá, bán cả vỉ 5 típ luôn với giá là 30.000 nhá. Lên mã cứ lên mã giúp em sẽ là keo nắp cam nhá, thì vì cái nắp của nó là màu cam thì lên luôn mã sẽ là keo nắp cam để nó không bị nhầm sang cái keo khác nhá. Đấy vỉ keo nắp cam 5 típ nhá, 30.000. Đấy hàng của Thái Lan, dính đa năng rất nhiều những cái chất liệu khác nhau nhá. 30k một vỉ keo nắp cam 5 típ nhá. Đó 30k một vỉ. Sản phẩm tiếp theo thì lên luôn cho bác mã hàng đó là cái hộp băng gâu này, hộp băng gâu về các bác dùng để dán vết thương nhá. Thì các bác cứ lên mã thì em sẽ cái hộp băng gâu dán vết thương. Một hộp này là sẽ được là 100 miếng nhá, một hộp sẽ là 100 miếng và nó các loại băng gâu khác nhau, ví dụ như là hình tròn này, cái dạng dài nhất này, rồi là dài vừa và có những cái dạng nhỏ nhỏ này. Đấy nó tùy theo vết thương các thứ giờ các bác sử dụng nhá. Thì một hộp thì nó sẽ có đầy đủ các loại trong này luôn. Thì đây, lấy cho bác coi. Đấy, một hộp là 100 miếng luôn nhá. Sử dụng thoải mái luôn, một hộp này giá chỉ có 20.000 thôi. Đấy, ví dụ như cái miếng dài to này, này. Đấy là những cái miếng to, rồi là những cái miếng nhỏ nhỏ này, đấy, miếng nhỏ nhỏ này, nhỏ nữa này, đấy, rất ok luôn. Nghĩa là một hộp là các bác xài thoải mái luôn. Đấy, đây có những cái miếng to,
miếng nhỏ đây có cả những cái miếng tròn tròn này, đây là những cái miếng tròn tròn đó, đây đấy, đây không, những miếng tròn tròn nhá, tròn vuông dài, là nghĩa là một một hộp như này là full combo là bốn cái mã này, bốn cái mã trên hình nha. Đấy thì lên mã thì em sẽ cái hộp băng gâu một hộp là 100 miếng nhá, về các bác dán. Nói chung là nên có mỗi gia đình một hộp nha. Đấy, nhiều khi các bác đứt tay đứt chân nha, mình có cái là mình dán luôn, mình băng vào, mà cái này rất là dính luôn, mà đặc biệt là các bác có thể là khi mà mình dính xong các bác có thể rửa chân rửa tay thoải mái không lo nó bong. Bình thường là các bác mua ở quán xá giờ người ta bán vừa đắt mà cái dòng nó không chuẩn quá. Đây cái dòng bên em rất là chuẩn luôn, nó dính rất là chắc, nước nô thứ là các bác sử dụng thoải mái không lo nó bị bong nhá. Đó, một hộp là 100 miếng nhá, lên mã duy em sẽ là cái hộp băng gâu hoặc là cái băng dán y tế đều được. Đấy, dấu cộng này, dán y tế đây 20k nhá, 20k thôi, băng gâu nhá, dán vết thương, dán y tế 20k một hộp băng gâu này nhá, 100 miếng luôn. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái bao tay lái xe. Lên mã duy em sẽ là cái bộ bao tay lái xe để về chuyên bác dùng để đi lái xe lái cộ rất ok luôn. Đấy, em báo giá luôn nhá, một cái bộ bao tay lái xe này bên em đang gửi bác giá rất bình dân, bao tay lái xe giá của nó sẽ là 50.000 một đôi nhá, 50k một cái đôi bao tay lái xe này. Đấy, bác nào ở miền Bắc thì đi cho nó ấm tay. Đấy, đợt này vẫn đang còn mùa đông rất là lạnh, để các bác đi cho ấm tay. Bác nào miền Nam thì đi dùng, mình dùng để chống nắng. Đấy, chống tiêu UV, tia cực tím, chống nắng rất tốt luôn. Bác nào miền Bắc thì giữ nhiệt, miền Nam thì chống nắng rất ok. Đây thì về các bác chỉ việc đeo vào sau đó là các bác sử dụng thôi, chuyên dùng để các bác cho các bác lái xe máy nhá, đi rừng đi phượt đi chơi rồi. Đấy, lái xe ngoài trời nhiều. Đấy, vừa bảo vệ đôi tay các bác này, giữ ấm rồi giữ nhiệt, chống nắng các thứ này. Ở phần này thì nó sẽ có một cái lớp cao su chống chân trượt, nên các bác khi mà các bác cầm tay lái nó rất là thật tay đó. Và ở cái phần đầu này là cái phần đầu ra, ví dụ các bác có bấm điện thoại là các bác vẫn có thể bấm được luôn. Đấy, ví dụ như cái điện thoại cảm ứng ấy là các bác vẫn có thể dùng, các bác bấm được luôn, tại vì cái phần đầu này nó bọc ra này đó, thiết kế cực kỳ đẹp, trang nhã lịch sự nhá. Đó, đây em sẽ đi cho bác cả đôi này. Đấy, rất đẹp luôn. Đấy, thì các bác đi, các bác kéo khóa lên em là xong, chắc chắn ok. Đó, về các bác dùng để lái xe là kiếc rất ok. 50k một đôi nhá, lên mã giúp em sẽ là sản phẩm là cái đôi bao tay lái xe đó. Bên em đang gửi bác một cái đôi bao tay lái xe đẹp nha, giá nó chỉ có 50.000 thôi, giá rất hạt rẻ luôn, 50k một đôi nhá, 50k đó, giá rất bình dân. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái miếng xốp mút rửa bát này. Đấy, cái này về chuyên bác rửa bát, rửa xoong, rửa nồi rất tiện dụng luôn. Một cái combo thì một cái combo này sẽ gồm có là 3 miếng. Đấy, và bên em đang gửi bác một cái mức giá rất là bình dân, nó chỉ có 10.000 thôi. Đấy, 10.000 nhá. Lên mã giúp em sẽ là cái bộ combo 3 miếng xốp mút rửa bát nhá. Đấy, xốp mút rửa bát thì đây. Đấy, một cái combo sẽ gồm 3 miếng này. Nó sẽ gồm có một cái mặt mút này để các bác dùng để rửa cọ rửa bình thường, và một cái mặt đầu dạng nhám nhám để các bác ví dụ những cái phần vết bẩn các thứ ra, các bác dùng để các bác chà. Đấy. Ngoài ra thì cái con này nếu mà các bác không dùng để rửa bát thì mình có thể dùng cái miếng này, các bác dùng để đánh bóng. Đấy, mình cho những cái đồ cana thứ vào đây, các bác dùng để đánh bóng đồ vật các thứ ra, các bác dùng cái miếng này các bác cũng dùng ok luôn. Nói chung nó ứng dụng được trong nhiều việc nhá, ứng dụng nhiều việc. Thì các bác cứ lên mã duy em sẽ là cái combo 3 miếng xốp rửa bát nha em nhá. Đấy, là một combo bên em bán theo một combo 3 miếng này, với giá nó chỉ có 10.000 thôi. Đấy, lên mã em sẽ là cái xốp mút rửa bát nhá. Đấy, miếng xốp mút rửa bát 3 miếng. Xốp rửa bát này, miếng xốp mút rửa bát 3 miếng nhá, 3 miếng. Giá của nó sẽ là 10k cho 3 miếng nhá, chỉ có 10.000 thôi. Giá rất hạt rẻ bình dân luôn. Tiếp theo thì lên luôn cho bác cái mã hàng bên em bán cực kỳ chạy đợt này, đó là cái bộ tô vít đóng nhá, hàng của thương hiệu Kabushi Japan. Đấy, tô vít đóng thì tại bên em đã có hai mã là một mã đầu cộng này. Đấy, tức là đầu ba ke nhá, đầu ba ke, đầu bốn múi nhá. Đấy, đầu cộng này. Và một cái mã nữa là cái mã đầu trừ nhá, mã đầu trừ đây, mã đầu trừ. Đây là mã đầu trừ này. Đấy, toàn bộ đầu này thì đều có được tích hợp từ tính nhá. Đây phần đầu đóng nó đây. Cái này thì về nhiều bác hỏi bên em là có đóng được không, thì em nói luôn là em đang quay tên của nó, tên nó của nó luôn là tô vít đóng mà, nên là về các bác cứ đóng cho em, có đóng cho em thoải mái luôn. Đấy, yên tâm nhá, cực kỳ là chắc chắn luôn. Đây, hàng của Kabushi Japan. Đấy thì bên em sẽ bán theo là lẻ từng cây một, thì bên em sẽ bán lẻ một cây này sẽ là 30.000 và đầu cộng đầu trừ là bằng giá nhau hết luôn. Đấy, thì các bác cứ lấy cây nào thì cứ báo cho em nhé, các bác lấy cây cộng thì báo cho em, lấy cây đầu trừ thì báo cho em nhé. Đấy, còn đồng giá thì cứ là 30.000 một cây. Cây này thì chiều dài của nó, tổng chiều dài của nó rơi vào là tầm là 30 cm nhá, 30 cm một cây. Đấy, từ đầu này là 30 cm nhá, với mức giá là 30.000 một cây thôi. Đấy, rất là hay. Đấy, về các bác dùng vừa, nếu mà các bác không dùng để đóng thì mình có thể là dùng để xoáy. Đấy, còn nếu mà không xoáy thì mình có thể đóng. Đấy, nói chung là một công đôi việc, để ứng dụng trong nhiều việc nhá, rất là tiện dụng luôn. Mà giá nó bình dân, nó chỉ có 30.000 một cây thôi.
lên mã giúp em sẽ là cái cây tô vít đóng nhá. Đấy, cây tô vít đóng đang gửi bác là 30.000 một cây nha. Đấy, 30.000 một cây, đầu cộng đầu trừ nhá. Đấy, lấy đầu nào thì các bác cứ báo nha. Đấy, lấy đầu nào thì báo nha. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mặt hàng, đó là cái lọ kem tẩy xong nồi này. Đấy, lọ kem tẩy xong nồi nhá, lọ này bên em bán rất là chạy luôn. Đấy, với mức giá thì cực kỳ bình dân, nó chỉ có 20.000 thôi. Về các bác dùng để mình tẩy xong tẩy nồi rất là tiện dụng mà rất là dễ dùng nhá. 20k nhá. Lên mã thì em sẽ cái lọ tẩy xanh nhá. Đấy, lọ tẩy xanh. Đấy, vì hộp của nó màu xanh thì em gọi luôn là mã sẽ là hộp tẩy xanh nhá, hoặc là cái hộp để tẩy xong nồi. Đấy, tẩy bẩn xong nồi nhá, cặn bẩn, cặn dầu mỡ thứ rồi, rất là sạch. 20k một lọ nhá. 20k một hộp như này, một hũ như này. Đấy, thì về các bác chỉ việc là mở hộp ra, sau đó là cái xong, nếu mà các bác bẩn ấy thì các bác tráng qua một lượt nước đi cho nó ướt. Đấy, sau đó các bác dùng cái bột này các bác phết lên. Đấy, phết lên và các bác dùng cái miếng cọ xong ấy, cái miếng cọ xong bằng sắt ấy, các bác kết hợp với cái bột này các bác dùng rồi các bác đánh nhá. Đấy, thì nó rất là sạch luôn. Đấy, các bác càng đánh nó càng bóng, càng đánh nó càng sạch. 20.000 thôi các bác nhá. 20.000 một hũ tẩy xanh, tẩy xong nồi. Đây cho các bác xem cái video thực tế về sản phẩm hướng dẫn các bác xài luôn này. Đấy, các bác cùng coi này. Đây. Đó, đây lại chuột. Xong nồi đa năng này không biết nó có được tốt như quảng cáo không mọi người, cùng mình thử nhá. Tiện cái chảo của mẹ mình đang bẩn, thế là mình mang ra dùng luôn. Theo hướng dẫn sử dụng thì mọi người chỉ cần làm ướt chảo và vôi cái kem lấy lên cái phần cần làm sạch. Sau đó dùng cái búi rửa bát và trà trong vòng 2 đến 3 phút rồi xả qua nước, và đây là kết quả. Uầy, nó sạch thật sự luôn, mọi người thấy cái sự khác biệt giữa hai bên không? Đây, mình sẽ làm sạch hết cả cái chảo này cho mọi người thấy sự thay đổi thế nào nhá. Kiểu không ngờ cái này lại công dụng tốt như vậy ấy. Cái chảo ấy trông nó mới ra bao nhiêu phần liền. Uầy, cái kem thực tế về sản phẩm nhá. 20k một hũ nha. 20k một hũ tẩy xanh, tẩy xong nồi nha, 20k. Sản phẩm tiếp theo thì lên luôn cho bác mặt hàng, đó là cái cây dao vàng. Cây này thì về chuyên dùng cho bác dùng để gọt hoa quả nhá, rất tiện dụng luôn. Đấy, con này thì em không rõ là dùng dòng thép gì nhưng mà nó lại hay của sản phẩm, cái hay của sản phẩm này thì cực kỳ sắc, mà nó sắc rất là lâu, mà thứ hai là nó không bị rỉ. Đấy, vì cái sản phẩm thực tế thì em dùng hơn năm nay một cái cây này em lấy dùng thử rồi. Đấy, rất sắc luôn, sắc lâu mà lại là không bị rỉ nhá, không bị rỉ. Đấy, cực kỳ sắc bén, các bạn nhìn cái phần lưỡi này. Đấy. Con này thì chiều dài nó khoảng tầm 20 cm, nó rất là nhỏ gọn. Đấy, tay cầm cán gỗ nhá, rất nhỏ gọn, các bác chuyên dùng để các bác gọt hoa quả cho em, rất tiện dụng luôn. Giá thì cũng rất là bình dân, 20.000 một cây thôi, 20k nhá, 20k một cây dao vàng nhá. Đấy, các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái cây dao vàng nhá, cây dao vàng. Cây dao vàng này đang gửi bác là một cái cây dao vàng này là chỉ có 20k thôi. 20k một cây dao vàng. Đấy, giá quá hạt rẻ và bình dân mà cực kỳ sắc mà lại không bị rỉ nữa nhá, không bị rỉ. Đấy, các bác dùng về để mình gọt hoa quả, các trái cây thứ là rất tiện dụng luôn. 20k một cây, dao vàng nhá, lên mã em sẽ là dao vàng, 20k một cây. Sản phẩm tiếp theo thì đây, lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái lô bóng đèn 3W nhá. Lên mã em sẽ cái lô bóng đèn 3W nhá. Đấy, bóng đèn 3W này. Đấy, rất là xịn sò, ok luôn. Đây, bóng đèn 3W nhá. LED 3W này. Bên em thì hiện tại đang có hai màu là màu trắng và màu vàng, thì các bác lấy màu nào thì báo cho em nhá. Màu trắng và màu vàng. Đấy. Dòng này thì nó sử dụng điện 220, công suất của nó thì nó chỉ có 3W, rất là nhỏ gọn, các bác có thể lắp ở cầu thang này, nhà vệ sinh này, đường đi lối lại này, ví dụ những cái nơi nào mà các bác không cần quá nó sáng. Đấy, gọi là ánh sáng vừa vừa thôi, nó đủ dùng thôi. Mà thứ hai là dùng cái này là nó an toàn, mà thứ hai là nó tiết kiệm điện nhá. Đấy, căn bản nó tiết kiệm điện, mình có thể là thắp qua đêm cũng thoải mái luôn vì nó có 3W thôi. Đấy, các bác thắp nó rất là tiết kiệm điện luôn, mà 3W thôi nhưng mà khá là sáng nhá. Đấy, 3W thôi nhưng mà khá là sáng đấy các bác. Thắp ở cầu thang, đường đi lối lại các thứ rất ok luôn. Đấy. Báo giá bác luôn nhá. Lên mã giúp em sẽ là sản phẩm là cái bóng đèn 3W nhá. Bóng 3W này, bóng 3W bên em đang gửi bác là 10.000 một quả này, 10k một quả nhá. Đấy, bên em sẽ có hai màu là màu trắng và màu vàng. Các bác lấy màu nào báo như em nhá. Đấy, màu trắng, màu vàng bằng giá nhau luôn là 3 là 10.000 một quả nhá. Lên mã giúp em sẽ là bóng đèn 3W nhá. Đấy, bóng đèn 3W 10.000 một quả nhá. Đấy, đây. Công suất 3W này, sử dụng điện 220. Đuôi sẽ là đuôi xoáy nhá. Đó là cái sản phẩm kìm cộng lực mini. Đấy, hàng của Nhật nhá mọi nhá. Japan này. Rất ok luôn. Dòng kìm cộng lực về thì các bác dùng để cắt dây thép, dây đồ thứ rất ok. Đấy. Con này thì cắt cực kỳ sắc bén luôn, mà những cái dòng dây thép to con này ăn hết luôn. Đấy. Thiết kế nó dạng kiểu dạng kìm cộng lực cái dạng kìm cộng lực dạng to ấy, mà các bác hay cắt các bác thợ xây ấy hay dùng cái con kìm này cắt những con sắt 8 sắt 10 này. Thì con này ví dụ như là các bác cắt những cái phi hàng rào đứa ra rất ok. Đấy, dạng thép hàng rào, thép B40, những cái dạng thép to, con này cân được luôn. Đấy, lưỡi cực kỳ sắc, nó thiết kế cũng là dạng cộng lực nhá, thì các bác cắt nó rất là nhẹ nhàng, tình cảm mà dễ dàng sử dụng nhá. Đấy, dạng mini. Lên mã giúp em sẽ là cái kìm cộng lực mini nhá. Dòng thép CRV, đấy, siêu chắc chắn, hàng của Nhật này. Đấy.
Hiabusi này. Đấy. À, giá thì con này giá bình dân thôi, 100.000 một cây nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là cái kìm cộng lực mini. Đấy, kìm cộng lực mini. Giá của nó sẽ là 100k nhá, 100k một cây kìm cộng lực mini này. Đây em sẽ cắt test thử cho bác xem về cái con này là cái con ốc vít này. Đấy, xem nó có cắt không nhá. Đấy, nó một này dạng rất là rắn. Đây em cắt thử cho bác con. Đấy, thấy không? Rất nhẹ nhàng nhá, một bấm cái đi luôn này. Đấy, đây em cắt lại bác phát nữa đây. Đấy, cắt phát nữa đây. Các nhìn này. Đấy, đây em bấm một tay luôn nhá, bấm một tay luôn. Cắt rất ngọt luôn các bạn. Đấy, cắt rất ngọt đây. Đấy, cắt ra làm 3 mảnh luôn này. Lưỡi vẫn ngon lành luôn nhá, không có một tí nào mẻ hay là xước gì luôn. Đấy, rất sắc bén nhá, cực kỳ ok luôn. Đó. Rồi, lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái sản phẩm là cái cây kìm cộng lực mini nhá, có phần khoai hãm ở đây. Đó, 100.000 một cây. Hàng của Nhật nhá, rất xịn luôn. Hàng của thương hiệu Hiabusi, 100k một cây kìm cộng lực mini nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái bọc yên xe, em báo giá luôn. Một cái bọc yên xe này thì tại vì em đang bán với mức giá rất hạt rẻ dễ mua. 40k nhá, 40k một cái bọc yên xe này. Đấy, nó là cái bọc yên xe đạp xe máy được hết không nhá. Xe đạp điện, xe máy là ok. Đấy, xe máy yên to yên nhỏ được hết không nhá. Vì dòng này nó có cái sợi chun co giãn này nên là rất là tiện. Đây, đấy nó rất là nhìn rất là bình thường nhưng nó có sợi chun co giãn này. Đấy, chun co giãn này khi mà các bác kéo giãn rất là to. Đấy, những cái yên xe máy to như yên xe SH các thứ là các bác cũng có thể là bọc thoải mái luôn. Ở bên dưới này thì nó có những cái phần đai siết nhá, cái đai dính để các bác dính bên dưới phần yên đấy để nó không bị bật cái bọc nó lên. Đấy thì nó là dạng lưới khi mà các bác ngồi nó thoáng khí này, ngồi nó mát mông. Và thứ hai là ví dụ như là trời nó có trời nắng ấy mà các bác để xe ngoài trời không lo nó bị bỏng rát nhá. Các bác có thể là ví dụ như là mình để xe ngoài trời mà không lo yên xe nó nóng, các bác có thể là trời nóng các bác có thể ngồi được lên luôn, không phải làm nguội đâu nhá. Đấy, như bình thường là các bác để xe ngoài trời nắng ấy nó rất là nóng luôn. Đấy, vừa hạ yên xe mà mình nóng không thể ngồi luôn đấy. Đấy thì các bác mua cái này về các bọc vào. Đấy, vừa bảo vệ yên xe này rồi là chống nắng chống nước rất ok luôn. Đấy, và có thể là co giãn có phần đai siết bên dưới nhá, đai siết bên dưới đó, rất ok luôn. Chỉ có 40.000 thôi. Đấy, dạng lỗ rất nhiều, lỗ lưới thoáng khí này, rất ok luôn. 40k lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái bọc yên xe nhá. Đang gửi bác là 40.000 một cái thôi, 40k giá rất hạt rẻ bình dân luôn, 40k một cái. Đây các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này. Đấy, đây các bác cùng xem thực tế này, bọc yên xe máy này làm đẹp này, chống nóng này. Đấy, bình thường những cái yên rách các thứ các bác cứ phải mang đi thay, nhưng con này các bác mua con này về các bác đậy vào chị luôn nha, để đỡ phải thay, vừa đỡ thay mà vừa đẹp xe nhá. Đấy, làm đẹp chống nóng rất tốt nhá. Đây đó, đây có nhìn này, bọc này đó, bọc từ trước ra sau lồng vào, sau đó các bác siết những cái đai ở bên dưới, nó có những cái đai siết này, các bác siết vào nó không bị xô dịch cái bọc này nhá. Đấy, thoáng mát, nước nôi thứ gì chảy thoải mái, khi mà nước nó chảy nó sẽ thoát rất nhanh luôn, rất ok. Đó, bọc yên xe nhá, đang gửi bác là 40k một cái bọc yên xe như này. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái bộ kéo cắt tóc này. Đấy, để chuyên cho bác hay về cắt tóc cắt tai gia đình này. Đấy, rồi là các bác thợ thuyền dùng con này cũng quá ok luôn. Một bộ kéo cắt tóc hàng của Nhật nhá, rất xịn luôn, đựng trong một chiếc bao da đẹp nha. Đó, giá thì bình dân thôi. Đấy, bộ này thì em báo giá luôn nhá, bộ này sẽ gồm có 2 cây, giá của nó thì bán cả bộ luôn nhá, 140.000 một bộ. Đấy, lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ kéo tóc này, bộ kéo tóc 2 cây nhá, bộ kéo cắt tóc 2 cây, 140k một bộ nha. Đấy, sẽ gồm có 2 cây, một cây kéo cắt thường này và một cây kéo cắt tỉa này. Đấy, xem lấy bác xem từng cây một luôn. Đấy, hàng mới keng sẽ beng luôn nhá, nguyên trong hộp như này. Con này của thương hiệu Kai Japan, cây này là cây cắt tỉa này. Đấy, rất sắc bén luôn. Và một cây nữa, cây này thì chuyên để các bác cắt thường. Đấy, cắt thường các bác cắt tỉa cắt thường là các bác dùng cái này. Đây, Kai Japan nhá, rất xịn sò, sắc bén, ok lắm. Con này cắt cực kỳ ok luôn. Đó, về cho anh em thợ thuyền này, các bác dùng gia đình cắt tóc cho nhau cũng ok luôn. Đấy, một bộ này là 2 cây, một cây kéo cắt tỉa nhá và một cây kéo cắt thường. Đấy, đựng trong một chiếc bao da rất là đẹp luôn. Với giá thì cũng rất là bình dân, 140k nhá. Lên mã giúp em sẽ là cái bộ kéo tóc 2 cây, 140.000 một bộ nhá. Rồi, mã hàng tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái bộ này, là cái bộ bao tay làm vườn. Đấy, bộ bao tay làm vườn nhá. Lên mã giúp em sẽ là cái bộ đôi bao tay làm vườn. Giá thì hiện tại em đang bán một cái bộ đôi bao tay làm vườn này với giá sẽ là 30.000 một bộ nhá, 30k một bộ bao tay làm vườn nha. Thì đây, một bộ nó sẽ gồm là một đôi. Đấy, một đôi về các bác dùng để chuyên các bác làm vườn, làm tược, làm cỏ giá. Đấy, rất tiện dụng luôn, mình bới đất này, trồng cây này, làm cỏ rất ok. Đây, nó sẽ gồm một đôi, một tay trái một tay phải nhá. Thì về các bác đeo vào, ở tay này nó sẽ có những cái móng vuốt này. Đấy, để các bác dùng để các bác cào đất này, rồi là các bác làm cỏ này. Đấy, bới đất làm cỏ nhá, bới đất làm cỏ. Ở đây thì
Nó là dạng bao tay co giãn 4 chiều nên là các bác tay to tay nhỏ đều có thể đeo hết luôn. Bên ngoài thì phủ một lớp cao su vừa chống trơn trượt này, vừa bảo vệ bàn tay của bác này không bị sầy xước đấy nhá. Đấy không bị bẩn. Đó, về thì các bác dùng để làm vườn, trồng cây, bới đất làm cỏ này. Đây nó những cái móng vuốt bằng nhựa. Đấy cái này các bác cào đất, cào cỏ các thứ cho em thoải mái luôn, rất tiện nhá. Đấy một đôi này là 30 ngàn nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái đôi bao tay làm vườn. Đấy, chuyên cho các bác làm vườn, làm cỏ, làm tược các thứ rồi. Rất ok. 30k. 30k một đôi nhá. 30 ngàn một đôi bao tay làm vườn nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái dụng cụ bóp tay này, dụng cụ bóp tay. Dụng cụ bóp tay thì em báo giá luôn. Bên em đang bán một cái dụng cụ bóp tay này. Đấy bóp tay. Đấy bóp tay tập thể dục nhá. Với giá sẽ là 40k một cái chiếc bóp tay tập thể dục này. Đấy về cho các bác nào muốn tập thể dục này, đấy, tập thể dục tại nhà nhé thì rất ok luôn. Một cái sản phẩm hỗ trợ cho các bác rèn luyện thể dục thể thao nhé. Một chiếc bóp tay, cái này thì bóp tối thiểu thì sẽ là 5 kg và các bác có thể tăng lực lên, đấy tăng tối đa lên thì sẽ được là 60 kg nhé, 60 kg. Đấy, các bác nói chung cái này các bác cứ tăng dần, mình cứ mỗi ngày mình tăng một ít thôi nhá, tăng từ 5 kg và tối đa lên sẽ được là 60 kg. 60 kg thì cũng khá là nặng nhá, 60 kg tay cũng khá là khỏe đấy. Đấy em đang bóp tầm giữa này, đấy còn 60 kg khá là căng ạ. Đấy thì về các bác có thể tăng giảm theo cái phần này các bác xoáy đây. Và cái hai cái sản phẩm này là mỗi lần các bác bóp này là nó sẽ đếm được bao nhiêu cái nhá. Đấy hiện tại em đang bóp là 5 này, 6 này, 7 này, 8 này. Đấy thì nó sẽ nảy cái số đây nhá. Đấy nảy số đây để các bác biết là hôm nay bác bóp được bao nhiêu cái. Đấy và các bác đặt cho mục tiêu ngày mai được bao nhiêu cái, ngày kia được bao nhiêu cái. Đấy mình cứ đặt mục tiêu ra là khi mà bóp là nó sẽ nhảy số báo đây luôn. Và các bác muốn gì xét về không thì các bác ấn vào đây cho. Ấn vào đây các bác xoay. Đấy xoay để các bác xoay nó về không. Đấy có thế là xong. Đấy là về không. Bắt đầu các bác lại làm lại từ đầu này. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này. Đấy rồi là cho các bác ví dụ như là mình thi đấu với nhau. Đấy, thi đấu với nhau bóp nhá. Rất là tiện luôn. Đấy tay cầm nó có phần bọc cao su chống như trượt rất là êm tay luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là cái dụng cụ bóp tay nhá, có đếm số luôn. Với mức giá sẽ là 40k một cái nhá, 40k một cái bóp tay tập thể dục. Rồi sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái bộ khóa đĩa này. Cái mã sản phẩm này thì giá nó rất là bình dân, chỉ có 40 ngàn thôi. Các bác mua về mình dùng để khóa vào đĩa xe máy cho bác nhá. Rất tiện dụng mà cực kỳ an toàn bảo mật luôn. Đó lên mã giúp em sẽ là cái khóa đĩa bánh xe máy nhá. Đấy khóa đĩa xe. Tức là nhà các bác mà có cái xe mà cứ có phanh đĩa là các bác khóa ok luôn. Đấy. Giá thì cực kỳ bình dân hạt rẻ, 40 ngàn một cái thôi. 40 ngàn một cái khóa đĩa này. Giá quá hạt rẻ bình dân luôn đây. Một chiếc khóa nó sẽ gồm có là một bộ khóa, một cái ổ khóa và đi kèm cho bác là hai chìa. Đấy toàn bộ thì nó sẽ đúc thép nha. Đấy và cái phần lõi khóa thiết kế rất hay là nó chỉ có một tí bên trong này và nó rất là hẹp. Đấy ví dụ như cái vị trí này các bác có lách hoặc là trộm chiếc là nó có lách vào thì nó rất là khó cậy mở, mà nó lại dạng hình tròn, nó không có một cái chỗ điểm tựa nào để nó lựa và nó cậy được các bác nhá. Đấy và đây cái phần khóa này thiết kế rất nhiều những cái hạt này. Đấy cực kỳ là khó mở, khó phá luôn. Đây đấy, các bác chỉ việc là con này khóa không cần chìa nữa, nếu các bác muốn khóa các bác cho vào cái phần đĩa xe, bấm cho em vào cái thế là xong, khóa xong. Đấy và các bác cầm chìa đi, rất nhỏ gọn tiện lợi nhá, mình có thể là bỏ trong túi quần, túi sách mang đi mang lại rất ok luôn. Đấy rất nhỏ gọn nhá, chỉ bằng khoảng tầm 2 ngón tay của em thôi. Đấy, rất nhỏ gọn luôn. 40k một cái nhá. Đấy các bác cứ cho trực tiếp vào cái đĩa của xe mình là ok. 40k một cái. Đây các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này. Đây. Với cái giá thành chỉ khoảng vài chục nghìn thì cái chiếc khóa chống trộm bằng cách là khóa phanh đĩa này, Linh nghĩ đây vẫn là một cái giải pháp chống trộm mà cho xe máy rất là ok các bạn ạ. Vì sao ạ? Với chiếc khóa này với thiết kế rất là nhỏ gọn, nó vô cùng tiện lợi và dễ sử dụng. Các bạn chỉ cần là đưa cái chiếc khóa phanh đĩa này vào đĩa phanh và sau đó các bạn bấm một cái là các bạn đã có thể khóa lại trên những cái xe mà được trang bị đĩa phanh như thế này các bạn nhé. Chiếc khóa này thì nó chống cắt vì nó được làm bằng thép nguyên khối, vì vậy mà nó sẽ không bị kẻ trộm cắt khóa. Ngoài ra thì chiếc khóa này với cái phần thiết kế chìa khóa nhiều nấc giúp các bạn có thể là hạn chế kẻ trộm phá khóa của các bạn. Khi các bạn khóa chiếc khóa này vào đĩa phanh của mình thì chỉ cần là kẻ trộm có ý định sắt xe hoặc là đi xe của các bạn, nếu như các bạn tiến về phía trước thì nó sẽ bị mắc vào củ phanh giống như này, và nếu như các bạn lùi về phía sau thì nó sẽ bị mắc vào phần thuộc của xe các bạn nhé, bị mắc vào phần giảm tốc phía trước của xe. Các bạn có thể quan sát. Vì vậy đây là một cái giải pháp mà chống trộm rất là tốt cho xe, đặc biệt là những bạn nào mà thường xuyên để xe ở phía bên ngoài hoặc là những cái nơi không an toàn, hay là các bạn nào mà học sinh sinh viên thì các bạn có thể là lựa cho mình một chiếc khóa phanh đĩa với giá thành rất là thấp như này mà nó lại mang lại khả năng chống trộm an toàn hơn cho chiếc xe các bạn nhé. Và mỗi một cái chìa khóa này thì các bạn sẽ được hai cái chìa giống như thế này.
nên là các bạn chỉ cần dùng một chìa và cất đi một chìa phòng trong trường hợp nếu như các bạn nào bị mất chìa khóa thôi. Bạn nào mua thì các bạn có thể ấn vào link ở dưới giỏ hàng nhé. Đấy, thực tế về sản phẩm nhá. Đấy, quảng cáo rất chi tiết luôn. Đấy, mô tả đó bác giới thiệu rất chi tiết rồi. 40.000 một bộ đâu nhá. 40.000 một bộ này, một bộ này sẽ gồm có là 2 chìa. Đấy, dòng khóa thép đúc nguyên khối luôn, rất an toàn và bảo mật, 40k một cái. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái đai siết ống kim loại. Đấy, còn nhiều bác thì hay cái gọi là cái bộ này nó là cái cổ dê. Đấy, cổ dê. Đấy thì nói chung là tùy. Nhiều bác hay cứ gọi là cổ dê, còn thì em hay gọi là cái đai siết ống nhá, đai siết ống kim loại nhá. Một cái hộp này thì bên em sẽ bán cả một hộp luôn, là 26 chi tiết một hộp này nhá, với giá thì bình dân thôi, 40k một hộp nhá, 40k một cái hộp đai siết ống bằng kim loại này. Hàng này thì hàng của Park Tider. Đấy, Park Tider này thì các bác biết hàng ở đâu rồi. Đấy, hàng của nó thì hàng sẽ là của Đức thôi nhá. Đấy, Park Tider này thì hàng của nó sẽ là của Đức đây. Đó đây. Germany này, thấy không? Đấy, Germany, mã code mã vạch đầy đủ hết luôn, hàng Park Tider nhá. Một cái hộp này sẽ gồm có 26 chi tiết này. Đấy, 8 cái chi tiết là 7 đến 16 mm này. 6 chi tiết là 10 đến 23 này, 4 chi tiết là 19 đến 27 này. Đấy, 2 chi tiết là 16 32. 2 chi tiết là 24 đến 38. Đấy, và 4 chi tiết là 19 đến 44. Nghĩa là các bác xài được những cái ống, những cái ống ống tròn các bác siết được, từ ống nhỏ nhất sẽ là ống 7 mm và ống lớn nhất của nó sẽ là ống là siết được ống là ống 44 mm nhá. Đấy. 26 chi tiết mà, nên các bác xài cho em là thoải mái luôn. Đây em sẽ mở ra bác con. Một hộp của nó thì nó sẽ xếp lẫn lộn nha. Đấy, nó sẽ gồm có là những cái đai rất là to. Đấy, để các bác siết những cái ống to. Đấy, như cái ống như cái ống 44 này. Đấy, rồi là những cái ống nhỏ như này, cũng như những cái ống 7 rồi. Đấy, nó là dạng đai siết hay còn gọi là cái cổ dê nhá. Các bác hay gọi là cổ dê. Đấy, thì bên em sẽ bán đâu là bán theo cả một cái hộp luôn nhá. Bán theo cả hộp là 26 cái đai siết nhá. 26 chi tiết đai siết và các kích cỡ khác nhau. Đấy, các kích cỡ khác nhau thì bên em sẽ bán theo là một cái hộp như này, với giá sẽ là 40.000. Nói chung là các bác theo em, các bác nên bỏ ra 40.000. Bình thường là các bác mua những cái đai siết ấy, người ta đang bán lẻ khoảng tầm 3-5.000 một cái rồi. Đây bên em đang bán một cái hộp 26 cái đai siết từ to nhỏ luôn, mà giá nó chỉ có 40.000 thôi. Các bác biết thấy là nó giá nó quá là dễ mua rồi, mà giá nó hợp lý ạ, giá nó hợp lý. Đấy, các bác cứ nên mua cả bộ này về, mình xài cái nào thì mình xài, không xài thì mình lại cất gọn, mà nó có hộp hiếc đỡ bị rơi vãi linh tinh, mà thứ hai là đến lúc mà mình cần cái là mình có ngay ạ. Đấy, mình đỡ phải chạy đi chạy lại nhé các bác nhá. Đó, một hộp đai siết của Đức nhá, một hộp đai siết của Đức, của Park Tider của Đức này. Đấy, thì Việt Nam đang bán một hộp 26 chi tiết này, đai siết ống kim loại 26 chi tiết này, với giá sẽ là 40k nhá, 40k cho một hộp nha. Đấy, 40k hộp, to nhỏ lẫn lộn, là lớn bé có đủ cả hết luôn. Đấy, về các chỉ việc là lấy ra các bác xài, lấy cái ống nào vừa được các bác lấy ống đấy các bác xài, có thế thôi, ngon lành cái nào luôn, 40k một hộp thôi nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái kìm mỏ nhọn này. Nhiều bác hỏi em cái mã kìm mỏ nhọn này bên em có hàng không, thì đây hôm nay về thì bác một ít cái mã hàng kìm mỏ nhọn rất xịn sò, hàng kìm mỏ nhọn của Nhật nhá. Đấy, mã hàng kìm mỏ nhọn của Nhật này, đây đấy, đây vẫn còn nguyên cái dấu chữ mộc của Nhật này. Đấy, FO260 Japan các bác nhá. Đấy, đây có nhìn kỹ này. Đấy, FO260 Japan, nó có chữ Nhật nhưng mà nó hơi màu màu chút thôi, tại vì nó là hàng bãi. Nhưng mà bãi này thì là hàng bãi mới, bãi tuyển luôn các bác, bãi mới bãi tuyển luôn đấy. Đấy, hầu như là hàng chưa qua sử dụng luôn, rất xịn sò, ok luôn. Đấy, thì bên em đang bán lẻ một cây này với giá sẽ là 40.000 một cây nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái cây kìm mỏ nhọn này. Đấy, cây kìm mỏ nhọn nhá, 40.000 một cây. Đây em sẽ đo cho bác về cái phần kích thước, chiều dài thứ này. Con này thì cái phần tổng chiều dài của nó rơi vào là 20. Cái phần mũi nhọn này của nó rơi vào khoảng tầm là đi 4 cm nhá. Đấy, 4 cm. Đấy, nó khá là dài, các bác dùng để về các bác kẹp những cái đồ mỏ nhọn các thứ rồi. Đấy, rất là ok. Đấy, kìm rất là trơn tru ngon lành nhá. Lên mã giúp xem sẽ là cái cây kìm mỏ nhọn của Nhật, hàng bãi Nhật nhá. Đang gửi bác là một cái cây kìm mỏ nhọn hàng bãi Nhật nhá, với giá sẽ là 40.000 một cây nhá, 40k một cây thôi, giá quá hạt rẻ luôn. Đấy, các bác mua về, con này ngoài chức năng là kẹp đầu nhọn này thì các bác có thể là kẹp một cái đầu trong này, hoặc các bác có thể cắt dây luôn. Đây nó có cái phần lưỡi thép cắt dây này. Đấy, dòng thép Nhật này thì các bác yên tâm về chất lượng rồi, cực kỳ ok luôn. Đấy, hàng bãi nhưng rất là xịn sò nhá, 40k một cây. Lên mã giúp cho em sẽ là kìm mỏ nhọn nhá, 40k một cây nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái hộp hương trầm. Đấy, hộp hương trầm để về các bác đốt nhá. Đấy, hộp hương trầm thì em đang bán một cái hộp hương trầm này với giá sẽ là đi 40.000 một hộp nhá, 40.000 một hộp. Đấy, một hộp này thì rất là nhiều vòng luôn. Đấy, rất nhiều vòng, một vòng đốt được rất là lâu đấy, một vòng là đốt được các bác đốt liên tục ấy, nó cháy trong khoảng tầm là từ
một tiếng rưỡi cho đến 2 tiếng một vòng luôn. Đấy, đốt cháy rất là lâu, mùi thì nó là dạng mùi trầm hương thoang thoảng nhẹ nhàng nhá. Đấy, mùi trầm hương thoang thoảng nhẹ nhàng. Các bác có thể đốt trên bàn bàn thờ, đốt nhà mình các sử dụng ok luôn đây. Cái này thì nó là hai vòng. Đấy, một cái vòng to này thì các bác có thể tách ra làm được hai vòng này. Đấy. Mùi thơm lắm, mùi thơm. Đấy, mùi thơm thoang thoảng nhẹ nhàng một trầm nhá. Dùng rất thích luôn. Đấy. Báo giá bác luôn. Bên em đang bán một cái hộp hương trầm rất nhiều vòng nha. Đấy, mà một vòng đốt được rất là lâu luôn. Một vòng này là đốt khoảng tầm 1 tiếng rưỡi 2 tiếng nhá. Lên mã em sẽ là cái hộp hương trầm. Bên em đang bán một cái hộp hương trầm này với giá sẽ là đi 40k một hộp nhá. Đấy, hộp hương trầm này. Hộp vòng hương trầm nhá. Vòng hương trầm để đốt nhá. 40k nhá, 40k một hộp. Đấy, giá rất hạt rẻ luôn. Đấy, mà một hộp thì rất là nhiều, đựng trong một chiếc hộp rất là lịch sự ok luôn. 40k nhá, 40k một cái hộp hương trầm nhá. Hàng sách tay chuẩn của Singapore nhá. Đấy. Hàng chuẩn của Singapore rất xịn sò ok. Đấy. Rất thơm và cực kỳ nóng luôn. Đấy, các bác đau nhức xương khớp các thứ ra. Bản này thì hàng này nó xuất cho thị trường Mỹ nhá. Đây này. Đấy. Made in Singapore nhưng mà xuất sang thị trường Mỹ này. Đấy, LA USA này, thấy không? Đó, rất ok luôn. Dầu gió Singapore nhá. Một cái chai này thì dung tích của nó sẽ là 24ml nhá, 24ml. Đấy, hàng các bác nhìn này, hàng tem bóng lên vân 7 màu là các bác biết là hàng chuẩn chính hãng nhau rồi. Đấy, các bác cứ nhận hàng kiểm tra cho em, yên tâm về chất lượng nhá. Hàng cam kết chuẩn chính hãng cho bác luôn. Đấy. Có tem tiếc đầy đủ hết luôn nhá. Giấy dẫn sử dụng này. Đó, còn đây là chai dầu gió. Hàng này thì sẽ là hàng hai nắp nhá. Đấy, hàng hai nắp thì cái hàng hai nắp này thì để chống chỉ định là lại tại sao nó dùng xài cái hai nắp này thì để khi mà xài là trẻ con nó không mở được ạ. Đấy, trẻ con nó không mở được vì đôi khi là cái này chẳng may mà bắn vào mắt các thứ là rất là nguy hiểm. Đấy, cay mắt rất khó chịu. Đấy thì tại sao làm hàng hai nắp thế, để an toàn là không, trẻ con không bị mở là không mở được nhá. Đấy thì các bác muốn mở cái hàng hai nắp này, các bác ấn cho em xuống này, ấn xuống sau đó các bác xoáy ra. Đấy là các bác sẽ xoáy được nhá. Đấy là các bác sẽ xoáy được, có thấy không? Ấn chặt vào chưa? Ấn chặt vào. Đấy là khớp vào là sẽ xoáy được. Đấy, mùi rất thơm luôn. Đấy, chỉ cần xoáy nắp vào thôi các bác thấy mùi rất thơm. Đây, hàng chuẩn hai nắp luôn nhá. Rất xịn sò, các bác muốn xoáy thì các bác ấn cho em vào là ok. Đấy là sẽ khớp vào. Rất thơm. Một chai này là dung tích là 24ml này, hạn sử dụng của nó đến 2028 luôn. Đấy, hàng đết rất dài nhá. Một chai này là 24ml. Đấy, đây. Mã của nó là 24ml này, 24ml. Rồi, lên mã giúp em sẽ là sản phẩm là cái dầu gió Singapore. Đấy, bên em đang gửi bác một cái chai dầu gió Singapore này với giá sẽ là 50k nhá. 50k một chai dầu gió Singapore này. Rất xịn sò ok luôn. Hàng cam kết bác là hàng chuẩn chính hãng nhá. Vẫn còn nguyên siêu, gửi tay bác luôn, vẫn nguyên siêu. Đấy. Nhận hàng các bác cứ kiểm tra, bóc ra, test thử cho em, bôi thoải mái luôn. Rồi tiếp theo thì em cũng lên luôn cho bác kilo mũ dàn di. Em còn chắc chỗ này chắc khoảng tầm 20 cái thôi. Em cũng lên mã xả kho nốt luôn. Vì đợt này là cái thắt lưng bên em hiện tại không còn, em chỉ còn mũ thôi. Em cũng sẽ lên mã xả luôn. Cái mã mũ luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là mũ dàn di nhá, của Mỹ luôn. Đấy, USA này. USA rất xịn sò. Mũ này thì lên form cực kỳ đẹp luôn. Đấy, lên form mũ rất đẹp, rất xịn sò. Đấy, chất liệu thì 100% bằng cốt tông nhá. Các bác đội rất mát luôn. Đấy, các bác nhìn cái form mũ này, cái form mũ nó lên rất là kiểu vuông vức, kiểu dạng chuẩn quân đội nhá, dạng chuẩn quân đội nên nhìn rất ok. Đây. Đấy, Air Force logo Air Force này. Đấy. USA này. Đấy, lên mã như em sẽ là cái lô mũ dàn di của Mỹ nhá. Đấy, mũ dàn di của Mỹ lên form cực kỳ đẹp, đội lên đầu rất ok. Phần đằng sau này nó sẽ có cái phần khâu khóa đồng để các bác chỉnh cái vòng đầu. Đấy, đầu to đầu nhỏ là các bác có thể đội hết luôn nhá, vì cái này nó có cái phần khâu khóa đồng này để các bác chỉnh cái cỡ mũ cỡ đầu theo phù hợp theo ấy của các bác nhá. Đấy, đây 100% là cốt tông tự nhiên này. Đây các bác đội rất là mát luôn, đội rất là mát, đội rất là thích luôn. Đấy, lên mã thì em sẽ là mũ dàn di, em xả luôn. Bữa trước cái này thì bên em đang bán một cái này là 90.000. Hôm nay em xả bác một cái mức giá rất dễ mua luôn, chỉ có 50.000 thôi nhá. Lên mã em sẽ là mũ dàn di này, xả luôn bác, chỉ có 50k cho một chiếc mũ dàn di này. Đấy, 50k một chiếc, giá rẻ giật mình luôn. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái kẹo chuột này. Nhiều bác hỏi cái kẹo chuột của Thái quá thì đây. Đấy, tiếp tục hàng hôm nay lại về nhá. Dòng kẹo chuột của Thái dùng cực kỳ hay luôn. Đấy, về các bác nào nhà hay lắm chuột này thì các bác dùng cái kẹo này, các bác cứ giải ra. Đấy là chuột nó ăn và là đi thôi, thế thôi. Đấy, dòng kẹo chuột 100% của Thái nhá, rất xịn. Đây. Nó là dạng viên nhá, dạng viên kẹo nha này. Đấy, dạng viên kẹo màu hồng nha. Thì về các bác cứ thế bóc ra. Sau đó các bác
đổ trực tiếp vào những cái chỗ mà đường đi lối lại này, rồi những cái chỗ hàng chuột hay kia thứ là dòng này thì cứ ăn là đi thôi ạ, ăn là đi thôi, nó cực kỳ nhạy luôn nhá. Đấy, cực kỳ nhạy luôn. Đấy, một túi này của nó trọng lượng là đi 80g. Đấy, rất là nhiều nhá, một túi to nhiều lắm. Đó, dùng thoải mái luôn. Lên mã người em sẽ là cái túi kẹo chuột của Thái nhá. Đấy, kẹo chuột của Thái bên em thì đang bán giá bình dân thôi. 30k nhá, 30k cho một cái túi kẹo chuột, kẹo đánh chuột của Thái này. Các bác cứ lên mã như em sẽ là thuốc chuột hoặc là kẹo chuột đều được. Đấy, thuốc chuột hoặc kẹo chuột đều được. Bên em đang gửi bác là 30k nhá. 30k cho một cái hộp thuốc chuột, kẹo chuột nha. Đấy, 30k một hộp thôi nhá. Đó, thuốc chuột. Lên nhanh cho bác một số cái mã hàng đồ kim khí trong cái dịp đầu năm để các bác mua về xài sử dụng, là anh em thợ thuyền này dùng này. Ok này. Đấy. Đầu tiên thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái búa này, cái búa lùn. Đấy, búa lùn nhá, búa lùn hàng của Fugu của Nhật này. Đấy, em báo giá luôn, bên em đang gửi bác một cái búa lùn của Nhật này với giá sẽ là 40k. Đây các bác đợi chút em lấy cái thước em đo cho bác. Búa này thì nó rất là vừa tay. Đấy, các bác cầm để đóng nhổ đinh ok luôn, một đầu đóng này, một đầu nhổ đinh này. Hàng của thương hiệu Fugu. Đấy, Japan nhá, Fugu Japan. À, con này thì cái phần chiều dài, chiều ngang sẽ đo bác luôn. Chiều dài của nó sẽ là vào là 15 cm. Phần bản ngang búa của nó vào là 10 nhá các bác nhá. 10 sẽ gồm có là một đầu đóng đinh, một đầu nhổ đinh. Hàng của nó sẽ đúc liền thân luôn. Đấy. Tay cầm thì có bọc nhựa. Đấy, chống trơn trượt. Đấy, các bác cầm gõ đóng này rồi là nhổ đinh cho em rất ok. Nó rất là nhỏ gọn, mình tiện cho việc mang đi mang lại rất là hay. Đấy, rồi là các bác xài sử dụng gia đình này. Đấy, gõ những cái đồ nhỏ nhẹ lặt vặt các thứ cũng rất là ok, rất nhỏ gọn dễ sử dụng nhá. Lên mã thì em sẽ là cái búa lùn, giá này bình dân thôi, 40.000 một cây nhá, 40.000 một cái cây búa lùn nhá, giá quá hạt rẻ luôn, 40k một cây nhá, búa lùn. Đấy, búa lùn của Nhật nhá. Dây thít thì hàng bên em tiếp tục hàng về phú bác nhá. Đấy, dây thít thì tiếp tục hàng về. Đấy, hiện tại bên em đang có hai mã là một mã dây thít dài và một mã là dây thít ngắn nhá. Đấy, mã dây thít dài thì bên em nói chung là bán đồng giá luôn là 30.000 một cái túi nha, 30.000 một túi, giá rất hạt rẻ luôn. Bình thường các bác mua ra cửa hàng người ta bán theo lạng nhá, một lạng ấy là các bác ít các bác phải bỏ ra giúp em là 50.000 luôn, thật sự luôn. Đấy, vì em cũng đã mua rồi. Đấy, mà đây một cái túi này em cân lên nó rơi khoảng tầm 2 lạng rưỡi một túi nhỉ, 2 lạng rưỡi một túi. Đây đây này, nó có này, 250g này này, 250g. Cái thít dài này thì của nó sẽ là chiều dài sẽ là 30 nhá, 30 các bạn. Size của nó sẽ là size 30. Đấy thì giá của nó sẽ là 30.000 một bịch nha. Chỉ có 30.000 thôi. Giá rất hạt rẻ luôn. Một cái bịch này thì sẽ được là 143 cái này. Đấy, 143 cái nhá. Đó. Cái này là cái bịch thít dài. Đấy, 30.000 bịch. Cái này là cái bịch thít ngắn. Đấy, cái này thì ngắn một chút. Cái này của nó là 20 các bạn, 20. Đấy, 20 nhá, 20 cm. Chiều dài của nó sẽ 20 cm. Cái này thì em cũng bán đồng giá luôn là 30.000. Đấy, vì kích cái cân nặng, cái này chủ yếu nó bán theo cân nặng mà. Đấy, cái này chủ yếu bán theo cân nặng thì cái này cũng là 250g, 2 lạng rưỡi luôn. Đấy, túi này một túi là 2 lạng rưỡi nhá. 2 lạng rưỡi, cái túi này là được là đi 226 cái này. Đấy, 226 cái. Cân nặng thì nó đều nhau là đều là 2 lạng rưỡi hết, nhưng có cái là cái dài thì nó sẽ tốn nhựa hơn thì nó sẽ được ít cái hơn. Còn cái này nó ngắn hơn thì nó sẽ được nhiều nhựa hơn thì nó sẽ được nhiều hơn. Đấy thì cái dài này thì là 20 nhá. À, cái ngắn này thì là 20 thì cũng là 30.000. Và một túi này là 226 cái này. Cái này là cái ngắn này. Đấy thì là 30.000. Cái túi này túi dài, một túi dài này sẽ là 143, túi dài này dài 30 nhá. Đấy thì các bác cứ lên mã em sẽ được cái dây thít dài. Dây thít dài là 30k, còn dây thít ngắn thì là cũng 30k luôn. Thì bên em đang bán đồng giá một túi là 30.000. Các bác cứ lấy mã nào rồi báo nha. Dài ngắn bằng tiền nhau nhá. Đấy, dài ngắn bằng tiền nhau luôn. Thít dài 30, thít ngắn 30. Lấy mã ngắn hay mã dài thì cứ báo nha. Đấy, bên em sẽ nhận cho bác qua nhá. Lên lướt nhanh cho bác một số cái mã hàng về cái đồ dùng gia đình này. Đấy, thì tiếp theo em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái này, đó là cái ô dù tự động nhá. Lên mã em sẽ cái bộ ô dù tự động rất hay luôn. Đấy, một chiếc ô dù tự động, con này thì thao tác toàn bộ tự động luôn, các bác bấm mở tự động nhá. Đây em sẽ sử dụng bác coi này, các bác chỉ việc bấm đi cho em. Đấy, tự động sẽ bật lên nhá. Đấy, bấm cái, các bác bấm cái này đó là tự động là nó sẽ cập vào nhá. Đây em sẽ mở lại cho bác một lần nữa này. Đấy, các bác chỉ việc bấm cái là tự động mở ra, các bác muốn thu vào bấm đây cho em. Đó, tự động sẽ thu vào. Đấy, sau đó các bác ấn xuống nha. Đấy, thu xuống cái là xong. Đấy, là thành một chiếc ô rất là nhỏ gọn xinh xắn, các bác mang đi mang lại cũng rất là tiện luôn. Nó khi mà thu vào rất là ngắn. Đấy, các bác mở ra này. Đấy, ô cực kỳ to luôn. Ô đường kính khoảng tầm 1 mét nhá. Đấy, đường kính từ bên này con này khoảng tầm 1 mét, ô khá là to luôn. Đấy. Các bác đi khoảng tầm 2 3 người thoải mái luôn. Ô thì cực kỳ dày. Các bác cứ rũ cho em thoải mái này. Rũ cho em thoải mái luôn. Đấy, con này thì cứ rũ thoải mái, khung nó cực kỳ chắc chắn luôn. Đó. Ô dù tự động nhá. Đấy, ấn một cái là sẽ ngắn gọn vào, đây nó sẽ gọn vào nhà luôn. Đấy, gọn thành một chiếc ô rất ngắn luôn, khoảng tầm hơn 20 cm thôi.
Đấy, các bác để trong túi sách rồi mình mang đi mang lại rất là tiện, đi chơi đi du lịch đấy, che mưa che nắng quá ok cho em luôn đấy. À, báo giá bác luôn nhá, lên lại cho em sẽ là cái sản phẩm, cái cây ô dù tự động nhá, ô dù tự động bên em đang của bác một cái ô dù tự động này với giá sẽ là đi 80.000 thôi, 80k nhá, lên mã em sẽ là cái ô dù tự động đang gửi bác sẽ là 80k một chiếc ô dù tự động nha. Rồi cái siêu phẩm tiếp theo thì lên luôn cho bác, đó là cái thắt lưng cá sấu hộp vàng đấy, tiếp tục hàng bên em lại về nhá, tiếp tục hàng bên em lại về đó, về em báo giá luôn một chiếc thắt lưng cá sấu hộp vàng nha, bên em đang gửi bác giá thì cũng cực kỳ bình dân dễ mua luôn đấy, ai cũng có thể mua luôn đấy. 130.000 nhá, 130k các bác cứ lên mã em sẽ là thắt lưng đấy, thắt lưng cá sấu hộp vàng nhá, hộp vàng đấy, hộp vàng 130.000. Tại sao được gọi hộp vàng thì đây các bác nhìn này, đấy, bên trong bên ngoài thì thực ra nó rất là đen đấy, nhưng bên trong các bác mở ra đấy, cái màu vàng cực kỳ là sang trọng lịch sự luôn đấy, mạ vàng này, các chi tiết này vàng bên trong này, logo la cốt luôn nhá, cực kỳ xịn. Đấy là cái phần hộp nhá, nguyên phần hộp đã các bác thấy nó rất là đẹp rồi đấy. Tiếp theo thì là thắt lưng đấy, thắt lưng thì sẽ có là phần mặt này, các bác nhìn này quá ok luôn, mặt mạ vàng quá đẹp luôn nhá, hình cá sấu thương hiệu la cốt. Còn đây là phần da này, da thì cực kỳ mềm, thích dùng ok luôn. Đây da của nó đây đấy, vân cá sấu lên rất đẹp luôn đó, da rất mềm dùng cực kỳ thích. Cái này bên em bán cực kỳ nhiều rồi, hàng này của nó sẽ là hàng lẫy cài nhá, hàng lẫy cài đó. Đây các bác nhìn phần mặt đây, tàng mác đầy đủ luôn, các bác mua về làm quà biếu tặng, mua về sử dụng con này cũng quá hợp lý luôn đấy. Mà giá cũng rất là bình dân, chỉ có 130.000 thôi, 130.000 một chiếc thắt lưng cá sấu hộp vàng nha. Đấy, giá quá hạt rẻ bình dân luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là thắt lưng cá sấu hộp vàng nhá, bộ sản phẩm hàng mới keng các bác nhá, mới keng nguyên hộp nha. Đấy, mới keng nguyên hộp nha, với giá sẽ là 130.000 một cái. Đấy, có phần tay sách này, các bác sách mang đi làm quà biếu tặng này, mua về mình sử dụng này. Đấy, thắt lưng mình dùng, còn có hộp mình đựng đồ đạc cũng quá ok luôn, 130k một cái nhá. Đấy, hộp bên ngoài, thắt lưng thì bên trong. Lên mã cho em sẽ là thắt lưng cá sấu hộp vàng 130k. Vâng, Tín Hiền chào bác nhá, chào mừng các bác đã quay trở lại kênh nhá. Tiếp tục với chương trình video thì hôm nay về một số cái mặt hàng đồ kim khí này, em sẽ lên cho anh bác một số mặt hàng mới tinh nhá, về về xong luôn rất nhiều những mặt hàng mới này. Đấy, để phục vụ các bác trong cái dịp đầu năm. Đấy, các bác đi làm nghề sửa chữa thứ rồi. Đấy, cho anh em thợ thuyền cũng rất ok luôn nhá, nhiều mặt hàng kim khí hôm nay nhiều mặt hàng mới lắm. Đó thì các bác cùng đón xem video. Xem video thì đừng quên ủng hộ em, xin nút like cũng như là một nút đăng ký kênh, đón xem sản phẩm và video mới nhất của em. Và khi mà các bác mua hàng bên em thì nhớ giúp em là các bác mua hóa đơn trên 200 nhá, nhớ giúp em là trên 200 là các bác sẽ được miễn phí ship rồi, giao hàng toàn quốc luôn, nhận hàng kiểm tra và thanh toán nhá. Đó, em sẽ đi vào những cái mã hàng đầu tiên trong cái video ngày hôm nay. Rồi, cái mã hàng đầu tiên thì em lên cho bác một cái sản phẩm rất là hay mới, đó là cái các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái sản phẩm là cái cà lê xích các nhá. Đấy, cà lê xích này cực kỳ là hay luôn đó, con siêu phẩm cà lê xích nhá. Cái này thì em báo giá luôn, em đang gửi một cái chiếc cà lê xích này với giá sẽ là 160.000 một cây nhá, 160.000 một cây, rất là hay. Đó, nó sẽ thiết kế là một cái tay công nha. Đấy, và một cái sợi xích đi kèm nhá. Cái này thì ví dụ như là những cái vị trí nó khó, ví dụ như là những cái chỗ mà ổ đường ống nước các thứ này, rồi là những cái chỗ mà cái phần xoáy các bác nó không có gen nên các bác không thể cho cà lê và các bác xoáy được, hoặc là chồng nó cho vào được thì các bác dùng cái này các bác xoáy nhá. Đấy, con này ví dụ những cái đồ vật mà nó tròn đấy, các bác không thể cho cái này và những cái gì vào được thì các bác dùng cái con xích này, các bác cạp vào các bác xoáy nhá, rất tiện dụng luôn. Đây nó có những cái khớp này, những cái khớp, những cái rãnh này đấy, để các bác lựa, các bác dắt cho em cái xích này vào. Đấy, dắt cái xích này vào đây. Đấy, nó có một cái sợi xích và một cái tay công, một cái tay đi kèm. Đấy, thì nó sẽ gắn vào một bộ này luôn, rất là dây xích khá là dài luôn. Em sẽ đo bác về kích thước tổng chiều dài các thứ của nó nhá. Cái tay công này thì tổng chiều dài của nó rơi vào là 40 này. Đấy, 40. Cái phần tay xích này thì nó cũng khá dài đấy. Cái xích này của nó rơi vào là đi 68 gần 70 này. Đấy, 68 gần 70 nhá. Đấy, khá là dài luôn. Các bác xoáy rất là tiện. Đấy, thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái sản phẩm là cái cà lê xích nhá. Đấy, các bác chỉ việc vòng vào đây. Đấy, vòng một cái đồ vật các bác cần xoáy, sau đó là các bác cài cái sợi xích vào những cái phần móc của nó này. Đấy, vào đây này. Đó, các bác gài vào đây. Đấy, cái này nó có 3 mắt, khi mà các bác gài nó rất là ôm, rất là chặt luôn. Đấy, ôm rất chặt đây. Đấy, các bác gài vào cho em. Đấy, nó sẽ tạo một cái vòng này. Đấy, nó có cái phần răng cưa, cái vam này, để các bác xoáy những cái đồ vật tròn các thứ là rất tiện dụng luôn nhá. Đó, cà lê xích nhá, 160.000 một cái này. 160.000 này, hàng rất xịn luôn, cầm chắc chắn cực kỳ. Đó, đây các bác cùng xem thực tế một cái video về sản phẩm này. Xem thực tế một cái video về sản phẩm giúp em nhé. Đây, các bác đợi chút này. Đó, đây. Đó, đây, các bác nhìn này. Đấy, ví dụ như những cái đồ vật mà tròn. Đấy, những cái đồ vật tròn. Đấy, ví dụ như ống nước các thứ này.
rồi là những cái ống tip nhá, nó hình tròn, đấy, hình tròn rồi là những cái hình mà nó hình thù nó rất là đặc biệt, không có những cái đồ để các bác tháo ra để các bác dùng cái con clay xích này các bác tháo cho em, rất tiện dụng luôn. Đấy, đây. Đây. Đó. Nó có 3 khóa, khi khóa chặt hơn sẽ càng chắc chắn hơn. Nó có thể tháo rời một số bộ phận ống lớn hơn. Có thể sử dụng nó để tháo rời các bộ phận tròn, vuông, nhẹ nhàng dễ dàng. Cũng có thể sử dụng nó để tháo rời một số bộ lọc của ô tô. Đấy, rất tiện dụng nhá. Đấy, nó gọi là cái cà lê xích nhá, nó gọi là cái cà lê xích. Thì bên em đang gửi bác một cái cà lê xích này với giá sẽ là 160.000. Cái sản phẩm này, cái mã hàng mới, cái mã hàng này đang hot đấy nhá. Cái mã hàng này đang rất là hot luôn, rất là tiện dụng. Đấy, cho anh em thợ thiền, giờ các bác sử dụng gia đình cũng rất ok luôn. Đó, 160.000 một chiếc này, 160.000. Cái sản phẩm tiếp theo em gửi bác một cái mã hàng rất là hay, đó là cái bộ ke gốc nam châm, cũng rất nhiều bác hỏi cái em cái mã này. Đó thì em về thêm cho bác cái mã hàng, đó là cái bộ ke gốc nam châm này, để chuyên cho bác nào hay hàn xì thứ rồi các bác cố định cái phần khung hàn các bác vào các bác hàn nhá. Con này thì khi mà các bác cố định thì nó sẽ có một cái góc là 90 độ này. Đấy, và một cái góc xéo là góc 45 độ nhá. Hàn thì có nhiều Camposi. Đấy, lực hít là 60 kg nhá, cực kỳ là mạnh luôn. Con này nó nam châm vĩnh cửu hít rất khỏe luôn nhá. Đấy, sắt siêu thứ là nó hít ngon lành luôn. Đấy, thấy không? Sắt siêu thứ là hít ngon lành luôn, hít chặt lắm. Đấy, nó hít khỏe dã man luôn. Đấy, các bác cứ kẹp rồi hít dã man ngủ luôn. Đó là cái keo gốc nam châm nhá. Đấy, đi em báo giá luôn. Bên em đang gửi bác một cái keo gốc nam châm này. Giá của nó sẽ là 90.000 nhá. Hít rất khỏe, nam châm vĩnh cửu mà. Đấy, 90.000 một cái này. Thì các bác khi mà các bác xài, các bác sẽ keo được một góc là 90 độ và một góc là 45 độ. Đấy, dành cho em thợ hàn xì đấy rồi. Các bác cố định để các bác hàn nó không bị lệch các thứ nha. Đây các bác cùng xem một cái video về sản phẩm này. Đấy, đây. Đấy, ví dụ các bác xài, các bác có thể dùng để các bác keo một góc 90 độ này. Đấy, rất ok nhá. Keo góc 90 độ này. Đấy, rồi một cái góc chéo 45 độ này. Rất hay luôn. Đấy, và các bác có thể keo góc trên góc dưới, nhưng mà các bác mua nhiều một hai con về mình có thể keo một phát góc trên góc dưới luôn, dùng rất tiện dụng. Đấy, keo góc 45 độ này các nhìn này. Đấy, khi mà cái này anh thợ anh làm rất tiện dụng luôn, rất là ngon nhá. Đấy, rồi là keo những cái góc song song. Đó, keo góc vuông, góc nọ góc kia, nói chung là nó, cái này nó ứng dụng được nhiều việc lắm. Đặc biệt là trong anh em thợ hàn đã hiếc các thứ ứng dụng rất nhiều việc luôn, mà giá rất là bình dân. Nó chỉ có 90.000 một cái thôi. Lên mã thì em xem cái kia góc nam châm nhá. Đấy, hàng của thương hiệu Kabushi Japan. Đã gửi bác là 90k một cái này. Đây, nó rất là dính, dính mấy cái với nhau này các bạn. Đó, 90k một cái nhá, kia góc nam châm. Tiện đây luôn thì em cũng giới thiệu luôn cho các bác anh em thợ thiền, đó là cái kìm kẹp hàn, hoặc là các bác hay còn hay gọi là cái tay hàn đấy. Đấy, cái tay để các bác kẹp để các bác hàn xì đấy. Anh em thợ hàn xì thứ dần dùng rất ok luôn. Đấy, kìm kẹp hàn nhá, em báo giá luôn 100.000. Hàng này cũng của Kabushi nhá. Đấy, Kabushi. Đây, hàng rất xịn sò ok luôn, mới keng nguyên hộp nhá. Đấy, mới keng nguyên hộp. Quả này các bác mua về rồi dùng rất là yên tâm. Đấy. Đây, nó có đầy đủ phụ kiện thứ bên trong luôn. Một con kìm này, đấy, đầy đủ các phụ kiện là đấu nối lắp này. Ốc yếc đầy đủ luôn. Còn đây là cái phần tay kẹp nhá. Đấy, cái phần kìm này của nó kẹp vào nó rất là chắc luôn các bạn. Đấy, đây, cái phần kìm kẹp vào rất là chắc luôn. Đấy, các bác kẹp que hàn cái đồ thứ đây. Cái tiếp điểm của nó bằng đồng nhá, nên là khi mà các bác hàn cái tiếp điểm nó đánh lửa tiếp xúc rất là tốt. Đấy, nó không lo nó bị mô ve thứ nhá. Đấy, toàn bộ phần này thì thiết kế bằng nhựa chống cháy. Đấy, nên các bác dùng rất là tâm. Tay cầm thì được bọc cao su chống trơn trượt. Đấy, rồi là chống giật rất ok luôn. Đó, rất ok. Con này kẹp chắc lắm các bạn, kẹp chắc cực kỳ luôn. Đấy, kẹp chắc dã man luôn này. Đó. 100.000 một cây thôi. Đấy, đi về các bác luồn, các bác tháo ra đấu dây các thứ vào cho em là ok. Đấy, luồn tháo dây vào, tháo ra đấu dây vào là ok thôi. Đó. Giá mà em đang gửi bác đầy đủ cả những cái phụ kiện nhỏ bên trong này là một bộ như này là 100.000 một cái nhá, 100.000 một cái. Con này cái thông số của nó là từ 600A cho đến 800A nhá. Đấy, theo nhà sản xuất công bố thì đây. Từ 600A cho đến 800A. Đó thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái kìm kẹp hàn. Đấy, kìm kẹp hàn. Đang gửi bác một cái tay kìm kẹp hàn nha. Đấy, với giá sẽ là 100k các bác nhá. 100k một cái kìm kẹp hàn nhá, 100k một cái. Hôm nay thì hầu như toàn những cái mã hàng về cho anh em thợ thuyền thôi các bác. Đấy, tiếp tục thì lên luôn cho bác, đó là cái con máy hàn nhiệt ống, máy hàn ống nhiệt nhá, máy hàn ống nhiệt. Đấy, chuyên dùng cho các bác đi làm công trình. Đấy, rồi là anh em thợ thuyền. Đấy, sử dụng con này rất ok, hàng của Kabushi. Đấy, các bác lắp đặt đường ống nước các thứ này. Đấy, ống nhiệt, ống nước nhá, các bác dùng để các bác hàn. Đấy, hàn hàn ống nhiệt, hàn ống nước nhá, rất ok luôn. Con này thì đầy đủ full combo cả bộ luôn là 430.000 một bộ nhá. Kích cỡ ống của nó khi mà các bác xài được thì
ống nhỏ nhất của nó sẽ là ống 20 và ống lớn nhất của nó sẽ ống 63. Đấy, từ 20 cho đến 63 nhá. Đấy, nói chung là cái giá này thì nó rất là phổ thông rồi. Cho các bác sử dụng điện gia đình này, rồi là điện công trình to đứa rồi ok luôn. Đây, một bộ của nó như này. Nguyên hộp như này luôn. Đấy, đựng trong một chiếc hộp nhôm rất chắc chắn nhá. Đấy, hàng của Kabushi dập trong dập ngoài luôn. 20 đến 63 này. Đấy. À, nói qua phần thông số công suất này, con này thì công suất của nó là 1000W nhá, sử dụng cho em là điện 220, cái nhiệt độ tối đa của nó đạt đỉnh điểm được là 300 độ C và nóng cực kỳ nhanh luôn. Đấy, các bác hàn rất là nhanh. Đấy, nóng nhanh, hàn nhanh, dùng ok lắm. Đấy, hàng này thì bên em sẽ có bảo hành các bác luôn nhá, các bác về dùng có vấn đề gì bên em sẽ có bảo hành các bác luôn, nên các bác yên tâm nhá, hàng hãng nên có yên tâm rồi. Đấy, đầy đủ một cái bộ này của nó luôn này. Đó, một cái này là cái phần giá đỡ này. Đấy, một cái giá đỡ này. Đây là con máy chính nhá, đây là con máy chính này. Đấy, một con máy chính rất ok. Đây, đấy có những cái phần lỗ để các bác cài những cái phần khuôn hàn này vào này. Đấy, cài những khuôn hàn vào đây, máy đây nhá, máy đây có cả đèn báo luôn nhá. Đấy, đèn báo xanh, đèn báo đỏ, xanh thì là dừng, còn đỏ thì là đang chạy, đang làm nóng nhá. Phần dây nguồn này, đấy, dây nguồn đó. Đấy thì về các bác xài, các bác cài đây này. Đấy, các bác cài đây để các bác làm cái giá đỡ này. Đấy, cái này nó là cái giá đỡ nhá. Rồi làm bên trong thì là những cái phụ kiện ốc để các bác lắp những cái con trụ hàn này vào này. Đấy, ốc các bác lắp những con trụ hàn này vào. Đấy, và đây thì nó sẽ có những cái trụ hàn. Đây em sẽ quay cho các bác từng cái trụ hàn một này. Con nhỏ nhất của nó là trụ 20 này. Đấy, nhỏ nhất của nó là trụ 20 nhá. Đấy, tiếp theo để đến cái con vừa vừa của nó sẽ là trụ 25 này. Đấy, trụ 25. Nói chung là cái giải của nó nhiều lắm. Giá này tiếp theo là 32 này. Đấy, 32. Các bác xài bộ này thì dùng gia đình này, anh em thợ thuyền công trình to công trình nhỏ là xài được hết luôn. Đấy, tiếp theo thì là 40 này. Đấy, 40. Rồi là có 50 này. Đấy. 50 và lớn nhất nó sẽ là 63 nhá. Đấy, nó giá là từ 20, 25, 32, 40, 50, 63. Đấy thì nó sẽ gồm có những cái bộ để các bác nối ống như này. Rồi là ốc vít các thứ, ốc đồ đủ đầy đủ, một thân máy, một cái giá đỡ đi kèm và mới như hộp như này luôn. Giá của nó thì full combo một cái bộ như này thì sẽ là 430.000 nhá. 430.000 một bộ máy hàn nhiệt ống nước nhá. Đấy, máy hàn ống máy hàn nhiệt ống nước. Đấy, cho các bác chuyên hàn cho ống nước rất ok luôn. Đây, thông số đây. 1000W này, sử dụng 220. Đấy, nhiệt độ từ 0 đến 300 độ C nhá. Đấy. Hàn xài được ống từ ống 20 cho đến ống lớn nhất là ống 63, rất ok luôn. Hàng của hãng đàng hoàng nhé, hàng chuẩn chính hãng của Kabushi, rất xịn sò, ok, có bảo hành cho bác luôn, yên tâm nhé. 430.000 một bộ này, máy hàn nhiệt ống nước. Rồi cái sản phẩm tiếp theo thì lên luôn cho bác hàng đó là cái bộ Tazo Gen trong. Đấy, lâu lắm em không lại bán cái bộ này thì hôm nay bên em tiếp tục hàng về này. Bộ Tazo Gen trong nhé, em báo giá luôn, một bộ này với giá sẽ là 100.000. Đấy, khi mà các bác mua một bộ này thì sẽ hàng mới nguyên hộp nha. Đấy, hàng mới nguyên hộp luôn. Bộ này thì nó sẽ gồm có cho bác là tổng là đi 5 mũi nhá, tổng là 5 mũi này. Đấy, 6 mũi nhá, 6 mũi. Đấy, 6 mũi các nhá. 6 mũi với lại 6 kích cỡ khác nhau, từ to đến nhỏ này. Đấy, từ to đến nhỏ nhá. Nó sẽ có là mũi M3 này, M4 này, M5 này, M6, M8, M10 nhá. Đấy, với 6 kích cỡ khác nhau, từ M3 cho đến M10. Đấy, thì con này thì chuyên để các bác dùng để các bác khoan tạo taro ren trong. Đấy, tạo taro ren trong. Đấy, dòng thép gió nhá, phủ một lớp titan, khoan cực kỳ ngọt luôn, tạo taro ren rất nét luôn. Đấy, rất ok. Đấy, chuyên dùng các bác taro ren trong nhá. Nói chung là cái kích cỡ từ 3 cho đến 10 này thì toàn những kích cỡ phổ thông. Đấy, cho anh em thợ thuyền rồi các bác dùng gia đình rất là phổ thông luôn. Đấy, bộ này thì cũng chỉ có 100.000 thôi, giá rất hạt rẻ. Lên mã giúp em sẽ là cái bộ Tazo Gen trong nhá, 100.000 một cái bộ này, một bộ là 6 mũi nhá, kích cỡ là từ 3 cho đến 10, 3 4 5 6 8 10 nhá. Đấy, 100.000 một bộ nha. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác một cái mã hàng cũng rất là hay và cũng rất nhiều bác hỏi em cái mã hàng này, đó là cái dụng cụ tháo mở vòi nước gãy nhá. Đấy, nhà các bác là hay bị cái tình trạng là vòi nước nó bị gãy. Đấy, thì các bác mỗi khi mà các bác muốn lấy cái lõi bên trong ra mà nếu mà không có dụng cụ bình thường các bác không thể tháo được, buộc chắc chắn là các bác phải gọi thợ. Đấy, gọi thợ thì tốn kém rất là nhiều chi phí. Thì đây bên em về được cái mã này rất hay, đó là cái dụng cụ tháo mở vòi nước bị gãy. Đấy, với giá thì rất hạt rẻ luôn, chỉ có 30.000 thôi, các bác bỏ ra cho em là 30.000 sở hữu cho em một cái bộ nha. Đấy, nó sẽ gồm có là một cái đầu đầu nha. Đấy, nó sẽ có hai đầu gen, một đầu gen 21 và một đầu gen sẽ là đầu gen 27 nhá, và một cái tay công. Đấy, thì cái này thì về rất là dễ xài thôi, đây em sẽ mở cho bác coi này. Đấy, rất dễ xài thôi. Đấy, thì về thì các bác cứ
xoáy trực tiếp cái này vào trong cái đường ống, ví dụ đống như bác ống 21 hoặc là ống 27 thì các bác xem cái ống nào vừa thì các bác cho vào, sau đó các bác vặn. Đấy thì con này nó thiết kế theo dạng là ren ngược nhá, khi mà các bác xoáy vào thì nó sẽ càng siết vào thì nó lại càng xoáy cái kia ra. Đấy nên rất là hay, nó thiết kế dạng ren ngược mà. Đấy thì về các bác xỏ vào đây này, các bác xỏ nhầm vào đây. Đấy xỏ vào đây sau đó là các bác cứ này các bác công ra thôi, cứ này các bác công ra. Đấy, cứ thế các bác công ra rất tiện dụng luôn. Đó. Chỉ có 30 ngàn thôi nhá, chỉ có 30 ngàn thôi. Nó bằng thép thép đặc 100% luôn, thép đặc 100% rất ok. Đấy, một bộ này là 30 ngàn bộ nhá. Một đầu gen nhỏ này là đầu 21 này và đầu to này sẽ là đầu 27 nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em sẽ là cái dụng cụ nhá, dụng cụ tháo mở vòi nước gãy nhá, dụng cụ tháo mở vòi nước gãy 30 ngàn nhá, 30 ngàn. Đấy. Cứ không thì các bác cứ lên mã thì em sẽ là cái bộ mở vòi nước gãy được. Đấy, mở vòi nước gãy nhá, một bộ này là 30 ngàn. Đấy, nhà bác nào mà đang có cái vòi nước gãy thứ rồi. Các bác nói chung là các bác mua về mình nếu mà không có mình mua về dự phòng được, đôi khi rất là cần những cái dụng cụ này. Giá là bình dân mình mua về mình dự phòng cũng được, rất ok luôn. 30k một bộ. Rồi, tiếp theo thì em lên luôn cho bác mấy hàng đó là cái lô mic hát karaoke. Đấy của Mỹ đây. Em báo giá luôn 290 ngàn một cây này. Đấy và cũng ưu đãi duy nhất trong ngày hôm nay là sẽ bao ship cho bác tận nhà luôn. 290 ngàn một chiếc bao ship tận nhà nhá. Một con mic của Mỹ, con này thì của thương hiệu Shure nhá, Shure. Đấy, hàng made in USA này. Đấy quá xịn luôn. Đây mở ra bao còm trước này. Bộ sản phẩm thì sẽ gồm có là một dây. Đấy, dây này chắc dài khoảng tầm 5 mét nhá. Đấy dây khoảng tầm 5 mét đây. Made in USA nhá, dây chống gập, chống rối, chống nhiễu. Đó. Đây là phần phần đầu này. Có nhìn phần đầu mic của nó này. Đấy. Cái phần khâu đồng, nói chung hàng Mỹ có yên tâm về chất lượng đi. Thiết kế cực kỳ là sắc nét, rất đẹp luôn. Đấy cả những cái phần chuôi cắm này của nó thấy nó chất lượng rồi, nhìn nó khác bỏ hẳn luôn. Đấy, và nhân vật chính đó là chiếc mic này. Mic thì yên tâm không hú. Đấy, không hú, không rè mà bắt cực kỳ tốt luôn. Đây các bác mở ra xem. Mở ra thì bên trong đây sẽ có cho bác là một dòng chữ Made in USA được dập ở trên thân của mic này. Đấy. Sợi của nó sẽ là sợi đồng, quá ok luôn. Đấy, đây là phần lọc này. Đấy, lọc mic thì các bác có thể tháo ra, thì cả mình tháo là mình vệ sinh cho nó sạch sẽ. Đấy. Logo Shure này, đấy, cờ Mỹ USA. Đấy, đây cái con này thiết kế rất hay, hàng Mỹ thiết kế rất hay. Cái con này là cái phần công tắc bật tắt là nó sẽ ở đây. Đấy, các bác dùng thì các bác xoay vòng nhỉ nhá, nó không bình thường là các bác cứ hay đẩy như con này, nó là dạng xoay vòng. Nói chung thiết kế người Mỹ đôi khi nó cũng rất là, nước ngoài đôi khi nhiều cái nó rất là dị. Đó, các bác chỉ việc cắm vào này, đấy, cắm vào. Sau đó cái phần này các bác cắm âm ly nhà mình là các bác xài thôi, quá ok luôn. Đấy, mua cho một con này về các bác thỏa sức là ca hát sáng tạo ok luôn. Đó. Lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm mic Mỹ nhá. Đấy, bộ mic Mỹ bao gồm là một dây và một mic. Đấy, với mức giá sẽ là 290 ngàn. Và bên em sẽ bao ship cho bác tận nhà luôn. Mic Mỹ nhá, 290k bao ship. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mấy hàng đó là cái sản phẩm ống nhòm này. Đấy, ống nhòm nhá, ống nhòm của Galileo. Đấy, tiếp tục về cái mã ống nhòm của Galileo này. Cái này thì dùng duyên chuyên cho các bác hay đi phượt, đi chơi, đi du lịch. Đấy, các bác thám hiểm. Đấy, các bác cần ngắm cảnh vật rồi là nọ nọ kia kia là các bác dùng cái con này các bác ngắm xem. Đấy, con này nói chung là nhìn rõ lắm ạ. Đấy, tầm ngắm nhìn rất là rõ luôn. Đây, bao phủ ra luôn, mới keo nguyên túi như này này. Rất thuận tiện để các bác mang đi chơi du lịch hoặc các bác ở nhà của mình có ngắm cảnh ngắm vật chim cò thì rất là ok luôn. Đây, con này nó có thể là phần chỉnh tùy khớp theo cái phần mắt của các bác nhá. Đấy, về các bác ra. Sau đó các bác cứ nhìn trực tiếp vào đây này. Đấy, nhìn trực tiếp đây. Và các bác căn chỉnh cái này làm sao cho nó phù hợp với lại cái phần mắt hai bên của mình, làm sao nó đặt khớp đây thì các bác điều chỉnh cái phần gập này. Đấy, cái này cái núm xoay để nó chỉnh cái độ sắc nét nhá, độ sắc nét. Đó, có thế thôi, rất là dễ dùng, dễ sử dụng các bác luôn nhá. Hàng này của Galileo của Mỹ nhá, cực kỳ xịn sò. 20x50 này. Đó, 1000 mét ấy, tương đương khoảng tầm 1 cây số. Đấy, nói chung là nhìn rõ, nhìn thích cực kỳ luôn. Cái này bên em đang bán khá là nhiều rồi có nhá. Đó, để bác nào ưng cái sản phẩm này thì vào việc liên hệ bên em nhá. Đấy. 270 ngàn nhá, em báo giá luôn 270 ngàn cho một cái chiếc ống nhòm mà này, nhìn rất là xa luôn, nhìn rõ, nhìn xa, dùng thích lắm. Đấy, cho các bác đi chơi, đi du lịch, đi thám hiểm, đi rừng, đi rú, các bác ngắm cảnh động vật các thứ ok luôn. Lên mã giúp em sẽ là cái ống nhòm nhá, ống nhòm Galileo của Mỹ nhá. Ống nhòm giá bên em đang gửi bác là 270 ngàn một cây và sẽ bao ship cho bác tận nhà luôn nhá. 270k bao ship, giá rất tốt luôn.
Rồi sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mấy hàng, đó là cái túi giấy lau giày này. Đấy, chuyên bác đi giày, đấy đi chơi đi du lịch, đôi khi giày nó hay bị bẩn đấy, thì mà đôi khi các bác lôi đánh cái thứ giặt rũ nó rất mất thời gian, này các bác mua cho em cái túi này về. Đấy, nó rất là nhỏ gọn thôi. Đấy, nhỏ gọn. Một túi này thì hình như nó được là 30 tờ nhá, rất nhỏ gọn. Đấy, mang đi mang lại rất là tiện nhá. Thì về các bác bóc ra. Cái này nhiều dạng giấy ướt nhưng mà nó là giấy lau giày nhá, chuyên để các bác vệ sinh lau giày này. Đấy, túi khăn rất là to luôn này. Đấy, và ở trong này thì nó chứa những cái chất gọi là như kiểu là dạng tẩy rửa rồi là các thứ hết rồi. Đây, đấy, bên trong có hết luôn này. Đấy, đi về các bác cứ dùng khăn này các bác lau trực tiếp vào giày dép của mình là ok luôn. Đây, chuyên để các bác lau giày nhá. Đấy, giày thể thao, giày da, giày sờ nách các thứ, chất tất cả hầu như tất cả các loại giày luôn. Đấy, dùng rất là tiện nhá. Đấy, em báo giá luôn. Lên mã giúp em sẽ là cái túi giấy lau giày nhá. Đấy, bên em đang bán lẻ một túi này thì sẽ là đi 20k. Đấy, khi mà các bác ưu đãi tốt, khi mà các bác lấy 3 túi đấy, thì bên em sẽ bình tính với bác giá rất tốt luôn, 50k nhá. 50k cho 3 túi giấy lau giày, còn nếu các bác mua lẻ một túi thì là 20k nhá. Đây, đây em sẽ test bác coi luôn này. Đấy, đây em vẽ vời các kiểu đây nhá. Đấy, ví dụ như là em muốn tẩy ly thì như thế nào. Đấy, thì em sẽ dùng cái khăn này em lau đi nhá. Đấy, em lau đi này. Đấy, thì khi mà các bác lau thì nó sẽ tạo thành có một cái lớp bọt này. Đấy, lớp bọt này. Đấy, thì có nhìn này, rất sạch luôn. Ở đây nó có một cái lớp bọt này. Đấy, còn những cái chất bẩn nó sẽ hút hết vào trong cái khăn này. Đấy, khi mà các bác lau. Đấy, các bác lau giày lau dép xong rất là sạch. Đấy, và các bác chỉ cần lau một lúc thôi, đến lúc nó sẽ tự động nó sẽ khô. Cái này khô khá là nhanh vì cái dung dịch nó dạng kiểu dạng nó bay hơi nhanh đấy, bay hơi nhanh. Đấy, dùng rất ok nhá. Lên mã thì em sẽ là cái túi giấy lau giày nhá. Một túi này là 20k và ba túi là 50.000. Về các bác lau giày lau dép các thứ rất sạch sẽ luôn, đỡ phải giặt nhá. Đấy, mua một vài túi về thi thoảng mình lau, hoặc lấy ba túi 50.000 về các bác lau. Đấy, đi mọi lúc mọi nơi mình có thể mang đi mang lại được, và nhà mình cũng xài luôn. 50k ba túi nhá, lấy một lẻ một túi là 20.000 túi giấy lau giày. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mấy hàng, đó là cái hộp này là cái hộp tẩy xoong nồi đa năng rất là hay. Đấy, chuyên thì các bác tẩy xoong tẩy nồi nhá, rất là tiện dụng luôn. Đấy, xoong nồi các bác mà đang bị cặn bẩn cái thứ này thì các bác mua trong cái lọ này về tẩy cực kỳ sạch luôn. Đấy, các bác kết hợp với lại một cái búi rác sắt, búi rác kim loại, các bác đánh cùng với cái bột này rất sạch luôn. Cái này em đã dùng thực tế ở đây, còn hũ nó đây. Đấy, thì về các bác cứ thế là các bác lấy cái bột này các bác phết trực tiếp vào cái chỗ các bác cần ấy, rửa xoong mặt nồi thứ này, bàn bếp có thứ ok luôn. Đấy, các bác dùng thì các bác đánh rửa. Đấy, sau đó các bác kết hợp với lại cái miếng búi rửa bát bằng kim loại ấy, các bác có dùng kết hợp với cái bột này các bác đánh rất sạch luôn. Giá thì bình dân chỉ có 20k một hũ thôi nhá, 20k hũ. Đấy, to chà bá luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là cái hộp là hộp tẩy xanh tẩy xoong nồi. Đấy, đang gửi bác giá rất tốt, 20k một hũ thôi, 20.000 một hũ tẩy xanh tẩy xoong nồi, 20.000 giá quá hạt rẻ bình dân luôn. Uầy, cái kem tẩy xoong nồi đa năng này không biết nó có được tốt như quảng cáo không mọi người, cùng mình thử nhá. Hiện cái chảo của mẹ mình đang bẩn, thế là mình mang ra dùng luôn. Theo hướng dẫn sử dụng thì mọi người chỉ cần làm ướt chảo và vôi cái kem lấy lên cái phần cần làm sạch, sau đó dùng cái búi rửa bát và chà trong vòng 2 đến 3 phút rồi xả qua nước, và đây là kết quả. Uầy, nó sạch thật sự luôn, mọi người thấy cái sự khác biệt giữa hai bên không? Đây, mình sẽ làm sạch hết cả cái chảo này cho mọi người thấy sự thay đổi thế nào nhá. Kiểu không ngờ cái này lại công dụng tốt như vậy ấy. Cái chảo ấy trông nó mới ra bao nhiêu phần liền. Đấy, thực tế về sản phẩm nhá, 20k một hũ tẩy xoong nồi cơ nhá, tẩy xanh tẩy xoong nồi, 20k một hũ này về rất là dễ dùng và dùng rất là hay luôn. Tiếp theo em lên luôn cho bác đó là cái dòng phẩm táo này, táo khô Hàn Quốc nhá, made in Korea, uy tín chưa. Táo khô Hàn Quốc đấy, các bác cũng có thể mua về làm quà biếu tặng, mua về sử dụng ngoài Tết này. Rồi là cái táo này thì các bác có thể dụng trong nhiều món nhá, trưng yến này, rồi là ví dụ như là các bác hầm thuốc bắc này cũng ok. Đấy, hàng này thì đết còn dài nhá, đết còn dài luôn. Đây, để em tìm các bác cái đết này. Đâu, đết của nó có đoạn nào? À đây, đết thì sẽ là 2027 nhá, 25 tháng 12 2027 luôn, rất là xa nhá, đết còn đến tận mấy năm nữa cơ, nên là các bác yên tâm. Kim hung búc này, đó, cái này táo khô Hàn Quốc nhá. Táo khô Hàn Quốc, hàng size to, hàng size quả to nhá, hàng size quả to, đó, túi 1 cân. Táo này thì hiện tại em đang bán với giá sẽ là 80k, lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là táo khô Hàn Quốc nhá, táo Hàn Quốc đều được, đấy, táo khô Hàn Quốc. Đang gửi bác là 80k một túi nhá, 80k một cái túi táo khô Hàn Quốc này, chỉ có 80.000 thôi, giá rất hạt rẻ bình dân. Đấy, các bác mua về ăn vặt này, mua về hầm thuốc bắc này, trưng yến này, đấy, rồi là
À, đặc biệt là các bác về ngâm rượu. Đấy, ngâm rượu để Tết uống cũng ok. Cái này ngâm cực kỳ nhanh nhá. Các bác ngâm từ giờ Tết uống thoải mái luôn. Ngâm giờ Tết uống thoải mái luôn. Và cái vị táo này uống rất dễ uống nhá. Rất dễ uống luôn mà nó ngọt ngọt quá, ngọt ngọt dễ uống lắm, ngâm rượu ok. Cái này bữa trước em bán các bác mua về ngâm rượu nhiều lắm. Đó. Rồi là sử dụng nhiều món đó. Nó chung sử dụng nhiều món. Cái táo khô Hàn Quốc này dùng rất hay. 80k một túi nhá, 80k một túi táo nha. Sản phẩm tiếp theo thì em lên nhanh bác luôn, đó là cái lọ keo đa năng. Đấy, cái lọ tuyếp keo đa năng bên em đang bán một lọ tuyếp keo đa năng này với giá sẽ là 20k một hộp nhá. 20k hộp keo đa năng nha. Và các bác lấy 3 hộp thì sẽ là 50k. 3 hộp là 50k, còn các bác mua lẻ một hộp thì sẽ là 20k một hộp nhá. Một tuyếp keo này thì sẽ có trọng lượng là 60g, các bác dính cho em các loại vật liệu luôn. Đấy, lên mã em sẽ là keo đa năng nhá. Em lên luôn cho bác máy hàng đó là cái phích cắm diệt, báo giá luôn này. Đang bán bác là 10.000 cho một cái cây phích cắm diệt này, 10k một chiếc nhá. Đấy, nó là phích cắm chân diệt để về chuyên để các bác cắm vào cái những cái ổ điện Nhật nhá. Ổ điện Nhật là người ta hay dùng chân diệt nên là các bác đôi khi được các bác mua ngoài trường ấy là nó hầu như toàn chân tròn thôi. Mà Việt Nam bây giờ cũng hầu như phổ thông toàn chân tròn. Đôi khi rất là khó kiếm. Đây thì các bác mua cho em cái phích này về các bác cắm vào chuyên vào cắm ổ điện Nhật này. Đó. Con này là dòng phích chống va đập chống vỡ rất là tốt nhá. Giá thì hạt rẻ bình dân chỉ có 10.000 thôi. Đấy. Chân của nó sẽ là chân đồng, cực kỳ chắc chắn luôn. Về các bác xoáy cho em cái đốc ra, mở cái nắp ra, đấu cái dây vào là xong. Đấy, đấu dây vào là xài thôi. Đó, phích cắm chân dẹt nhá. 10.000 cho một chiếc phích cắm chân dẹt này. Đấy, phích cắm chống va đập nhá, chống vỡ, chống cháy. Đó, giá hạt rẻ mà sản phẩm dùng ok lắm. Đấy, cắm nó chắc chắn mà không bị mô ve, không đánh lửa thứ gì nhá. Hàng chân đồng tiếp điểm tốt, 10.000 các bác nhá. 10k một chiếc thôi. Đấy, các bác nào bữa trước chưa chốt được thì hôm nay tranh thủ chốt luôn nhá. Phích cắm chân dẹt nhá. Đang gửi bác giá sẽ là 10.000 cho một chiếc phích cắm chân dẹt nhá. Cái lô đèn pin của cảnh sát Nhật các nhá. Đấy, Polikia này, Made in Japan. Đó, tầm chiếu xa từ 800 rồi 1.200m các nhá. Đấy. Con này thì tổng quan một cái thiết kế nó rất hay. Đấy, các bác có thể là vừa xách tay này. Đấy, ngoài ra các bác có thể được cầm như này các bác soi. Đó, dùng rất tiện. Con này thì đa chức năng các chế độ sáng luôn nhá, các chế độ sáng luôn. Đấy, đèn pin đa chức năng luôn nhá. Cực kỳ xịn sò, chắc chắn nhá. Đấy, vỏ ngoài của nó là dạng thân nhựa này. Phần đây là dạng cao su non này. Đấy, nên là các bác có bị rơi thoải mái nhá. Đấy, con này các bác có thể rơi chống sốc thoải mái em luôn. Đấy, rơi chống sốc thoải mái nhá. Cái phần này của nó là phần đệm cao su này. Đấy, nên là các bác rơi thoải mái không vấn đề gì nhá. Đây. Đấy, con rơi thoải mái vì đệm này của nó là dạng đệm cao su. Đấy, rất chắc chắn nhá. Các bạn nhìn cái dàn led của nó này, quá đẳng cấp luôn. Đấy, đây. Đây là một cái con led chip nguyên này. Đó, con đây là một cái giải led rất rộng, rất to. Nên là các bác nhìn cái giải led đã thấy độ sáng nó kinh khủng nha. Đấy, giờ tí nữa sẽ test cho bác xem. Đó, con này đây, tổng quan của nó sẽ có một cái tay sách này. Đấy, và những cái màu xanh rất đặc trưng nhá. Nó kết hòa cùng kết hợp là những cái màu đen xám, nó màu đen xám nhá. Ở đây thì nó sẽ có là một cái thanh báo pin này. Đấy, một cái thanh báo pin. Đó, và đây là cái phần công tắc này. Đấy, công tắc nhá. Đấy, và còn đây là một cái chân sạc nhá. Đấy, một cái chân sạc. Một cái chân sạc. Chân sạc này đi kèm thêm, đi bên kia sẽ có kèm thêm dây sạc cho mình. Đấy, có kèm thêm dây sạc. Về các bác cắm cục sạc điện thoại nhà mình ấy là các bác dùng ngon lành luôn. Đấy, cắm cục sạc điện thoại là các bác sạc pin ngon lành luôn. Ngoài ra thì ở đây nó có một cái cổng USB này. Đấy, để khi mà điện thoại hay là các bác dùng những cái thiết bị có cổng USB các bác bị hết pin ấy thì các bác cắm vào đây để các bác làm sạc dự phòng nhá. Đấy, làm sạc dự phòng. Đó, cực kỳ ngon, xịn sò. Đấy, rất chất lượng luôn. Em sẽ đo về cái phần kích thước nhá. Con này thì nó không to quá, không nhỏ quá, nói chung là rất là vừa. Các bác có thể là mang đi làm rồi mang đi chơi. Đó, hoặc là mang đi du lịch, mang đi picnic. Đấy, hoặc là nhiều khi các bác có những cái đêm tiệc ngoài trời các bác dùng cái con này. Đấy, picnic hoạt động ngoài trời các bác mang con này cho em. Rất là chất lượng luôn, rồi các bác có thể là mang đi rừng đi phượt. Đấy, một dạng đèn pin đa năng. Đấy, cầm tay rất là vừa vặn này các bác nhá. Đấy, rất là vừa vặn, các bác có thể là xách rồi cầm tay, rất là tiện luôn. Đó, em sẽ đo về phần kích thước này. Con này thì cái phần tổng chiều dài của nó là đi 18 cm nhá, 18 cm. Phần bản rộng này, bản rộng của nó đây em sẽ đo đây. Bản rộng của nó là khoảng tầm là đi 9 cm rưỡi, gần 10 cm nhá. Đấy, khoảng tầm 10 cm, bản rộng của nó 10 cm. Chiều cao này, chiều cao thì nó là khoảng là đi 13 cm nhá, chiều cao khoảng tầm 13 cm. Đấy, chiều cao là 13 cm. Nói chung một cái con đèn rất là nhỏ gọn. Đấy, xách đi xách lại dùng rất tiện. Hoặc không thích là các bác có thể cầm như này các bác soi. Đó, con này thì đây, em sẽ mô tả cho bác về cái phần chế độ đèn này. À, đây, đằng trước này thì các bác, bên này thì các bác dùng cái công tắc này, các bác bấm cho em này. Đó, một đèn này,
hai chế độ sáng này, đó ba chế độ sáng, đấy nó còn chế độ sáng rộng này. Thì các bác dùng cái con này, các bác để này, ví dụ nhà muốn ánh sáng rộng các bác dùng, thì các bác để đứng như này, các bác dùng để ăn cơm chẳng hạn này, đấy dùng để ăn cơm. Rồi những cái hoạt động mà muốn ánh sáng rộng thì các bác dùng những cái pha đèn cho em, nó là một cái giải led ở đây, rất sáng nhá, đây này các bác nhìn này, sáng dã man luôn. Đó em sẽ lấy để và quay cho bác xem luôn. Đó rồi, đấy là những cái chế độ sáng của bên bên này nhá, đấy bên này. Còn các bác quay sang thì bên này nó sẽ có này, bên này sẽ có là một chế độ đèn sáng rộng này, đấy đèn sáng rộng đây em sẽ tắt này đi nhá. Đó đèn sáng rộng này các bác nhìn này, đấy, đèn sáng rộng. Đấy, nhiều khi là các bác muốn ví dụ các bác đá cái này lên trần này, đấy các bác để này các bác đá lên trần, hoặc là các bác để soi xuống này, đấy rất sáng nhá, cực kỳ sáng, đấy cực kỳ sáng này. Đấy, ngoài ra là sáng vừa này, đó rồi là có phần đèn đỏ nhá, đấy như kiểu dạng đèn hồng ngoại nhá, đấy hoặc là đèn cảnh báo đấy, đèn cảnh báo nhá. Con này nói chung là đèn cảnh báo thì là nó phù hợp hơn. Ngoài ra thì đây có nháy cảnh báo LED nhá, đấy nháy cảnh báo như kiểu là nháy đèn cảnh sát, đèn cứu thương cứu hỏa đấy, thì hai con nháy kiểu đèn này gọi là đèn, nó gọi là đèn nháy cảnh báo nhá, đấy nháy cảnh báo rồi. Đó thì bên này nó có ba cái chế độ sáng cơ bản, nháy cảnh báo với lại đèn pha rộng nhá. Đó còn đèn pha xa thì ở bên này, đấy đèn pha xa này nói chung là một cái con đèn cực kỳ là sáng luôn nhá, cực kỳ sáng và rất là chất lượng luôn. Đó cực kỳ sáng và rất là chất lượng luôn nhá, đấy một con đèn cực kỳ sáng chất lượng đây. Đó tổng quan đây, đấy có vạch báo pin đầy đủ nhá, để khi mà các bác hết pin thì các bác chủ động các bác sạc vào, đấy chủ động các bác sạc vào dùng rất là tiện, đấy xách đi xách lại rất là tiện dụng luôn nhá. Đó cầm nắm rất là vừa tay. Đó và hàng hai phần đầu này bịt cao su chống sốc chống vỡ rất là ok luôn này. Đấy các bác rơi thoải mái vấn đề gì luôn, đấy, rơi thoải mái vấn đề gì luôn, cực kỳ chắc chắn và ngon này. Đó thì giờ sẽ ra test thử các xem về cái dòng đèn pin này các bác nhá. Để mà nói thì cái con này trong những con đèn pin bán thì cái con này em phải nói nó là sáng dã man luôn nhá. Các bác nhìn này, sáng rộng và nó sáng xa các bác nhá. Đấy sáng rộng và sáng xa các bác nhìn này. Đây em soi chỉ có một cái đèn, bằng cái một cái đèn này thôi. Các bác nhìn này, cái vòng nó ra rất rộng luôn nhá, sáng rất rộng luôn này, sáng như ban ngày luôn nhá. Các bác nhìn này, nét cứng luôn. Đấy điện thoại đang quay mà nét cứng luôn nhá. Đây các bác nhìn này, cột điện này, đấy sáng dã man luôn. Đây đằng này nhá, đây này các bác nhìn này, bờ ruộng bờ giếc sáng dã man, cột điện đằng kia đây, đấy sáng nhìn rõ một một luôn nhá. Đây quay xem này, đây các bác nhìn cái bụi chuối này, sáng kinh khủng không các bác, sáng kinh khủng không, sáng dã man luôn, đó rất sáng nhá. Đây rồi bụi cây đây, các bác nhìn bụi cây này. Con này mà các bác đi rừng đi phượt các bác dùng để soi chim, soi chim soi cò rồi soi trên cây này, sáng dã man luôn nhá. Đây này, ấy sáng kinh khủng mà cái pha của nó rộng nhá, pha của nó rộng nhưng mà nó vẫn rất là sáng nhá. Đấy nhìn vẫn rất là rõ luôn. Đấy ở đây ở trong điện thoại thì em nhìn thì nó cảm giác là các bác nhìn thì nó không thật, nhưng mà các bác cứ mua hàng các bác kiểm tra, đấy các bác soi thử cho em. Em sẽ đổi hành bảo trả cho các bác luôn, nếu các bác nào không ưng với cái dòng đèn pin này em phải đảm bảo là các bác nhận hàng các bác ưng luôn, riêng với cái dòng đèn pin này nó phải là quá sáng luôn nhá. Đấy rồi đấy, đây là test về cái chế độ pha. Ngoài ra thì đây chế độ đèn sáng rộng này, chế độ đèn sáng rộng bên cạnh nhá, đấy cũng rất là sáng nhá. Đấy thoải mái các bác có thể là dùng để ăn cơm ăn nước, rồi các bác muốn ánh sáng rộng các bác dùng con này chưa. Đấy rồi đây là ở phần bên này, đấy em sẽ bật bên này chưa, đó bật bên này, đấy bật bên này có nhá, cũng rất là rộng nhá, đấy rất là rộng nhá. À con này đây em vừa phát hiện ra một cái rất là hay các bác nhá, khi mà các bác bật thì nó sẽ sáng cả hai bên được luôn, nghĩa là các bác sáng ở pha này nhá, pha này và các bác dùng sáng ở pha này là hai pha đều sáng luôn nhá. Đấy hai bên đều sáng luôn, nên là các bác có thể là để như này, các bác làm chiếu hai bên đấy có thấy chưa, đấy nó sẽ sáng hai bên như này, đấy sáng hai bên này luôn này. Đấy, rất là đa di năng nhá, cực kỳ xịn sò chất lượng các bác nhìn này, sáng dã man luôn nhá, đây sáng kinh khủng luôn đó. Đây nhá, đây thì em chỉ có dùng một cái con đèn pin em đang đi này, đấy các bác nhìn này, đây các bác nhìn này, sáng dã man luôn nhá. Đây đấy đúng như kiểu là đi rước đèn lồng luôn nhá các bác nhá, đây sáng như ban ngày luôn. Đây này, đấy đây các bác nhìn này, đây chỉ có cầm một cái đèn pin thì thôi nhá. Đây em tắt đi bác xem này, đây tất cả cái phần này đi luôn nhá. Đấy đấy có nháy cảnh báo LED này, tắt đi này, đấy tối om luôn nhá, em bật lên này sáng kinh khủng luôn các bác nhìn này. Ui ôi dã man luôn nhá, một cái con đèn thì em phải công nhận nó sáng mà nó sáng rộng luôn nhá,
Đây, đây em sẽ bật cái cam rộng với bác xem nhé. Đấy, bật cái cam rộng này. Đấy, bật cái cam rộng nhá. Đó, đây. Đây, đấy. Sáng dã man, rộng dã man luôn nhá. Đó, đây. Bác cùng ngắm quả tiểu cảnh em này. Đấy, sáng dã man luôn. Đây, chỉ có một cái con đèn này thôi nhá, mà nó sáng kinh khủng luôn. Như ban ngày luôn nhá. Đấy. Rồi, đấy là về cái dòng đèn pin nha em nhá. Rồi các bác lên mã giúp cho em là cái siêu phẩm là đèn pin 2 đầu này. Đấy, đèn pin 2 đầu, lên mã giúp cho em là đèn 2 đầu nhá. Đèn 2 đầu, đèn 2 đầu này thì bữa trước đang bán là 350k, hôm nay thì bên em cũng về lô mới bán nhanh các luôn. Giá của nó thì sẽ là đi giá của nó thì cũng rất là tốt luôn, về lô mới này 260k, bên em vẫn sẽ bao ship các luôn. Đèn 2 đầu, đấy 350k giá cũ, đấy giá cũ. Giảm nhanh bác luôn, 260.000 một chiếc nhá, bao ship tận nhà. Đấy, đèn 2 đầu, đa chức năng, đa nó các kiểu các loại luôn nhá. Đấy, độ sáng cực cao luôn.